thêm màu thôi thì mình vẫn để vào cái cọc đấy, kệ mình vẫn bán nó thôi. Đi sáu về thêm màu. Chị ơi, lên còn chỗ nào nữa không? Chỗ đấy á? Chị cứ tự quầy xòe cho em xem cái nào. Đây. Để em lấy động lực em mà làm ấy. Đây là mã 42 các cụ nhé. Nhà em nhiều bộ, các bác cứ bình tĩnh cho em với, cho em xin một nút chia sẻ với các bác. Chào chị Nguyễn Thị Phượng nhá. Đúng rồi, toàn bộ năm nay thì em sẽ là về là chất u mì chị ạ. Năm nay là thiên về u mì hơn là cốt tông. Các bác ơi, các bác vào like cho em xin nút chia sẻ, thả like thả tim giúp em các bác nhá. Em đang còn một ít áo len nữa, áo len với lại là áo phông ấy. Áo phông. Phông với len nhỉ. Áo gió đó, chị ơi cho một cọc áo gió ở trong kia các. Em còn một cọc áo len màu cam này các chị này. Được chưa? Em còn một cọc áo len màu cam. Bác nào có nhìn thấy em không ạ? Cho em xin nút chia sẻ các bác nha. Thực sự luôn là hôm nay toàn mẫu hot rồi. Đã biết à? Các chị nhìn áo len này. Ôi thế luôn, các bác nào cứ từ khoảng là dưới 60 cân ạ. Bộ gì cũng có, chị Vương, chị Nguyệt ơi. Khóa rồi là cổ tròn, cái gì cũng có luôn ạ. À. Em chào chị Quế Phan nhá. Ôi lâu lắm không nhìn thấy chị vậy. Có nhá chị Vương Thị Nguyệt ơi ạ. À. Chào chị Siêm Huấn ạ. À. Em chào chị Huệ Lô Gia nhá. Em chào chị Nguyễn Cánh. Hello tất cả các tình yêu. À, Nghệ An nhỉ, em vẫn xếp bình thường mà chị. Xanh than nhưng cái màu gì nhỉ, em có luôn bộ. Em mặc là màu xanh than mà chị. Đấy, chỉ có mỗi pha vàng bên trên thôi, còn đâu là bên dưới của nó sẽ là thành màu xanh than nhá chị nhá. Mấy
bé này mặc lên đẹp thật, da nó trắng. 80% là size M. Mặc size gì đấy? XL. Bao nhiêu cân? 86 cân. Cái này 62 cân. Để này thì nó lấy đâu chỗ đứng? Đá. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì em chưa ship được đâu chị Đinh Thị Nguyễn nhá. Đây các chị này. Xin phép các chị em tặng các chị những áo len. Hiện tại em đang còn lẻ ra một ít. Em tặng các chị 19.000 một cái. Được không ạ? Em xin phép em tặng các chị yêu nhà mình 19.000 đồng một con áo len. Các bác nhìn áo len này các bác này. Form các chị có tầm khoảng là dưới 60 cân đổ với em chốt đơn. Để chạy cứ dưới 60 cân đổ với em chốt đơn hàng. Các chị comment cho là mã gì ạ? Hả? Mã K1 cho em với ạ. K1 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Form các chị cứ dưới 60 cân đổ về. Để chạy cứ dưới 60 cân đổ với em lên đơn ạ. K1 cho em ạ, 19.000 đồng con áo len. Và nhớ là áp dụng tài khoản mà đã chia sẻ live stream. Để chạy chị Lê Thu đợi em. Ngày mai thì em sẽ báo các chị xem là những cái vùng nào đang phát được hàng nhá. Nói chung là những cái vùng mà đang giãn cách ý, đang trong chỉ thị 16 hoặc là chỉ thị 19 ý, thì là không chắc là không đi đâu được chị ạ. K1 em còn tầm khoảng là 6-7 chiếc. Em tặng các chị mức giá là 19.000. Không hề nghe nhầm luôn ạ. Giá này em xin phép là em tặng. Để chị em tặng bộ thu đông cổ cao em có. Chị ơi tí em lên ạ. Bộ em mặc á, nó cũng chỉ hơn 200.000 thôi. Tí em lên sau ạ, đủ màu đủ size nhá bác nhá. K1 cho em ạ, 19.000 đồng ạ. Em tặng cho bác nào chia sẻ like ạ. Không chia sẻ like xin phép các chị em hủy nhá. Để chợ không chia sẻ em xin phép em hủy đơn ạ. Không. Còn gì lên đấy, còn gì lên mạng đấy ạ. 19.000 đồng con áo len. Để chợ cũng 19.000 đồng một cái, 19.000 đồng một cái. Các chị mình lên đơn hàng ạ. Ngày nào mà chợ xem lại à thế á chị. Tại vì lúc đấy nhiều khi là mạng nó cứ bị ẩn ý, nên em không nhìn thấy. Ô, sao lại tụt view vậy. Mạng kém mới sao ý. Buổi tối rồi mạng chém lắm. Các chị nhìn có rõ không ạ? 19.000 đồng con áo len. Để chạm 19.000. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Giải phóng luôn. Để chạm giải phóng luôn mã này các bác nha. Chia sẻ live stream để được chốt đơn ạ. 19.000 đồng một áo. 19.000 đồng một áo. Các bác mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này. Con len này các bác nhá. Lên cho em mã hàng ạ. Để chạm các bác mình lên mã hàng cho em ạ. Toàn bộ của nó len lông. Ok chị ạ, toàn bộ áo len của nó len lông ạ. Em xin phép tặng các chị nốt lại 99.000. Hàng trước hàng 22 các bác nhé. Hàng 220 em đang bán. Bây giờ em tặng các chị nốt là 99.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là K2 ạ. K2 vào kèm số điện thoại cho em ạ. K2 vào kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng. Mày thích hỏi thì mày hỏi chị Hoa nha, Linh nha. Không phải vào comment của chị hỏi đâu. 99.000 một áo ạ. Đấy chị ạ, chất sướng đời luôn ạ. 99.000. Hàng 200 mấy, gần 300.000 đấy. Đấy chị ạ, gần 300.000 đồng. Các chị nhìn cho em con áo len lông ạ. Em biếu các chị nốt 99.000 đồng một áo ạ. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn nhá. Dưới 60 cân ạ, em còn 1, 2, 3, 4 cái. Em còn 4 cái, em tặng nốt các bác em là 99.000. Đấy chị ạ, 99.000 đồng ạ. Hàng đấy còn mấy chị em xả 150 này. Bây giờ em tặng luôn 99.000. Đấy chị ạ, bây giờ em tặng luôn 99.000 đồng ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đeo có đây cho chị Lan Anh ạ. Đây ạ. Xin phép các chị nhá. Đây nào. Bây giờ cái áo gió NB này các chị này. Em còn ít ạ. Các chị lên cho là mã K3 giúp em rồi ạ. ML à. K3 và kèm số điện thoại. Đấy chị ạ. K3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Còn size M với size L em chị yêu nhá. Em đang còn size M với size L. Có nha bạn nhà bạn nấm nhá. Đấy chị ạ. K3 cách số điện thoại cho em ạ. Bao nhiêu tiền? Đấy chị ạ, bao nhiêu tiền con này các bác? Bao nhiêu tiền con áo này xứng đáng ạ? Chia sẻ like cho em với. Đấy chị ạ, em chốt tài khoản đã chia sẻ like nhá. Em nó còn màu đen. Màu đen có size M à? Màu đen hiện tại em chỉ còn size M. Các chị nhà mình dưới 50 cân. Đấy chị ạ. Màu vàng em có size M và size L. Đấy chị ạ, màu vàng em có size M và size L. Các chị cứ từ khoảng là 40 cân đến 56 cân đổ về. 40 cân đến 56 cân đổ về. Các chị yêu lên đơn hàng cho là K3 và kèm theo số điện thoại ạ. Không cần gì nhiều. Các chị ơi thả tim, thả like và chia sẻ like giúp em với. Chia sẻ like lên trang cá nhân của mình nhá. Không cần phải chia sẻ lên gì quá nhiều. Được chưa? Chỉ cần chia sẻ lên trang cá nhân của mình cho em với ạ. Các chị lên đơn hàng cho là K mấy? K3 và cách số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó là dấu tàu. Đen em chỉ có size M thôi nhá. Các chị cứ tổng khoảng là 50 cân đổ về. Trên 40 cân đổ lên ạ. 99.000 đồng.
Để chạy, các chị biết áo này em lỗ rất là nhiều. Toàn bộ hàng ở trong vụ là 280-300 nghìn ấy. Bây giờ em tặng các chị nốt 99 nghìn đồng ạ. Chị nào nhanh tay chị ấy được. Toàn bộ hàng có đồ mùa các bạn nhá. Toàn bộ hàng có đồ mùa và hàng Quảng Châu cho em ạ. Em thiếu các chị nốt 99 nghìn đồng một áo. Để chạy 99 nghìn đồng. Các chị yêu lên đơn hàng cho là K3 màu đen hoặc K3 cho em màu vàng. Để chạy K3 màu đen hoặc là K3 cho em màu vàng và kèm số điện thoại cho em. Bao nhiêu tiền? 99 nghìn à? Gió này là hàng Quảng Châu nhá, không phải áo gió Việt Nam đâu, các chị yêu yên tâm luôn ạ. Chất của nó rất là đẹp, chị nào đã nhận được hàng các chị biết. Để chạm đợt trước trong vụ của nó hàng 280-300 nghìn. Bây giờ em biếu luôn các chị 99 nghìn. Để chạm em tặng luôn các chị yêu mình 99 nghìn đồng một áo. Không phải suy nghĩ gì nhiều. Không phải suy nghĩ gì nhiều. Cái gì kêu cái gì chị? Em có kêu cái gì đâu. Nhà em vẫn chốt đơn bình thường nhưng không có kêu căng gì cả chị. Em đi live bán hàng, bây giờ khách đặt là hàng mà em lại không chốt thì em có bị làm sao đâu chị. Em có bị làm vấn đề gì đâu mà khách đặt hàng không gọi. Chị có đặt hàng trên live trực tiếp không ạ? Trừ khi là các chị comment sai số này, gọi điện hoặc các chị không nghe máy này, hoặc là số điện thoại thuê bao thôi, hoặc là thừa một số hay thiếu một số thôi ý. Chứ không bao giờ có chuyện mà em thuê nhân viên đến để ngồi chơi đâu chị ạ. Đấy các chị lưu ý hộ em với. Comment xong các chị mình xem lại xem là cái số điện thoại mình để lại có đúng không. Chứ nhiều chị em thấy là cứ comment nhanh ấy, xong là sai mất một số điện thoại, xong gọi toàn người khác nghe máy này, xong là không phải số này, xong là để cho con nghe máy này. Đấy xong là cứ lên live bảo là nhà em đặt hàng mua hàng kiểu gì mà khách hàng đặt khách hàng con mua hàng mà không thấy gọi điện chốt đơn. Đấy em muốn bán hàng đấy chị, chứ không phải lên live em nói đùa đâu chị. Rồi ạ, K3 cho em nhé. Hết đỏ chị ơi, hết màu đỏ rồi. Hết đỏ rồi các bác ơi, hết đỏ rồi à. Em xin phép em tặng luôn các chị mức giá là bao nhiêu tiền ạ? 99 nghìn. Rồi ạ, tiếp theo cho các chị một mã áo gió hàng form hàng Quảng Châu như cái mũ kẻ. Bình thường các chị biết là em đang bán 200 nghìn một cái, là giá rẻ nhất thị trường rồi. Nhưng mà xin phép các chị ngày hôm nay này các chị này. Để chạy, xin phép các chị cho mình ngày hôm nay ạ. Em đang còn màu đỏ với màu hồng. Đấy chị ạ, em đang còn màu đỏ với tông màu hồng ạ. VIP 3 để lại số điện thoại cho em ạ, hàng em vẫn còn. Em hỏi thật các bác là bác nào đã nhận được áo gió này nha em chưa ạ? Chị yêu đã nhận được áo gió này nha em rồi, vào cho em xin một cái phản hồi với. Lan Anh mặc cho chị một cái mẫu này lên rồi. Em bao nhiêu cân đấy nhỉ? 57, 58 cân đúng không? Liệu có mặc vừa cái này không? L cũng mặc vừa, XL cũng mặc đi. Đây, mặc màu hồng lên đây. Đấy chưa ạ, đẹp dã man luôn ạ, có hai màu luôn nhá. Đây 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 đây, để chị lấy cái này cho. Hai màu cho các chị yêu mình gọi là sung sướng. Toàn bộ gió đầu mùa. Nhưng mà đợt này về nó hàng nó không có về hàng size số to nữa. Không có về size số to nữa các chị ạ. Các chị lên cho làm mã gì ạ? K mấy? K4 cho em ạ. Còn bao nhiêu cái tặng hết? Ok chị ạ, còn bao nhiêu chiếc em xin em tặng hết. Coi như là cái này là cái lãi của em nhá. Em muốn bán thế nào thì bán. Được chưa ạ? Hôm trước là 199 đúng không? Ngày hôm nay xin phép tặng các chị nốt này. Không suy nghĩ gì nhiều tại vì em giờ em còn ít thôi. Em còn rất là ít ạ. Hàng theo nhé các chị nhá. K4 cho em 168 nghìn. Được chưa ạ? Bạn này bạn 58 cân đúng không? 58 cân cao 1m63. Bạn đặt vừa size 1X thì bình thường em chỉ chốt đơn các chị tầm 57 cân thôi. Đến tầm 5-7 cân ạ, chị nào nhanh tay chế được nhá. Em đang còn màu đỏ và tông màu hồng. Hai màu cho em ạ, đỏ với hồng. Các chị lên đơn hàng cho em mà kèm số điện thoại ạ. Em tặng khách hàng em là 168.000 đồng ạ. Số lượng không còn nhiều, chị nào nhanh thì chế được. Để chạy, chị nào nhanh tay chế được cho em ạ. Toàn bộ hàng gió cao cấp nhá, suýt soát 400.000. Bây giờ em biếu các chị nốt là 168.000 đồng một áo. 168.000 đồng ở mũ tháo rồi được ra cho em nhá. Mũ tháo rồi được ra cho em ạ. 168.000 đồng, các chị mình nhanh tay có đơn ạ. Chị yêu mình nhanh tay có đơn hàng ạ. 168. Em ơi này, chất sướng nhỉ, co giãn, chất co giãn, toàn bộ hàng gió tàu. Để chị ạ, toàn bộ hàng gió tàu ạ, chất lượng luôn cho em ạ. Có túi các bác nhá, có túi, về các chị trích túi ra cho em này. Đây này, để chị ạ, 168, khách hàng lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 168.000 đồng. Đâu nhỉ chị ơi, cái cọc này ở chỗ nào đấy? Tất cả trong đấy chị ạ. Nhưng mà còn màu gì nhỉ? Đỏ với hồng. Còn đỏ với hồng, mạng kém quá à. 168.000 đồng. Đấy, em bảo rồi, không em không nói sai. Vừa mua 200 xong đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ em chỉ còn đúng một size là 1XL.
Các chị cứ tầm khoảng là 42, 43 cân đổ lên đến tầm khoảng 56, 57 cân đổ về. Chị nào người thật là gọn đến tầm 58 cân đổ về em cho đơn ạ. Đây, em đưa chị cái mã này đi. 168. Bạn đấy còn mấy bạn đấy không? Paka có à? Chị ơi chị xem em Paka đi. Tí nữa em lên Paka sau. Các chị cứ bình tĩnh ạ, cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Chị ơi, mã này nó có size 1X thôi. Hàng nó đánh size 1X với size 2XL chứ không có size ML đâu. Đấy chứ ạ, nó chỉ có size 1XL với 2XL. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây á. Còn bằng này trái á. Còn nhiều trong cái còn đầy, tốt thoải mái. Không, nhưng mà màu đỏ cơ mà, màu đỏ còn nhiều không? Màu đỏ, còn rồi ôi, con đang này 168.000 ạ, màu nào lên lai cũng đẹp đúng không? Tại vì là em chọn những cái màu gọi là các chị rất là dễ mặc. Màu đỏ ở bên ngoài nó màu đỏ đậm nhá các chị nhá, chứ không phải màu đỏ tươi chót chót mà nó sợ đâu. Đấy chứ ạ, bây giờ em chỉ còn size 1XL, em tặng luôn khách hàng em là 168. Nhẽ ra là em đang định đợi cái hàng về nó đủ size thì em sẽ bán vào trong vụ ấy. Nhưng mà hàng bây giờ về rất là khó khăn các chị ạ, cước thì cao. Đấy chứ ạ, em bán thề luôn là mỗi ngày em bán cắt mẫu. Để cho em sẽ bán cắt mẫu luôn ạ, 168.000 nếu các chị yêu nhìn cho em ạ. Nhận hàng bóc ra kiểm tra hàng cho em thoải mái. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Thanh toán ạ, 168, cứ lên đơn hàng là 168 ạ. Chị nào mua rồi các chị vào feedback cho em thoải mái. Em không chặn comment feedback của khách hàng. Để chưa ạ, xin phép các chị là các chị cứ comment thoải mái cho em ạ. Các chị đã nhận hàng ngày chưa ạ? Cho em xin một cái phản hồi xem chất lượng nó có ok không nhá. 168.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em ạ. Đến từ 57 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị Trang Hoàng để lại số điện thoại cho em với ạ. Chị Ngô Huyền ok. Chị Hà Minh có, Thu Hà Bùi ok. Em chốt đơn ạ, 168 em qua mẫu này. Để chạm mã hàng cho em là mã gì đây? Mã đấy là K4 đợt này, K5. K4 đúng không? Rồi ạ, K4. Rồi lên bộ luôn nhá. Các chị hỏi bộ từ lúc nãy giờ đây. Đây bộ đây. Bộ này có mấy màu? Ui bộ này nhiều màu lắm. Hàng mới về. Để chạm hàng này của nó là hàng cao cấp xịn sò đúng không ạ? Các chị nhìn cho em này. Để chạm bộ này duy nhất nhà em là mới có, để chưa bộ này duy nhất nhà em mới có hàng. Còn nếu mà để mà nhà khác có ấy, thì sẽ có sau nhà em, sẽ có sau nhà em ạ. Ok chưa ạ, em luôn săn các chị những cái mã hàng gọi là mới ra hot nhất thị trường luôn ạ. Các chị comment cho là bộ này là mã hàng bao nhiêu đây? Mã 42 không, mã 43 giúp em với ạ. Để chưa mã 43 cho em với ạ. Lên đơn hàng một kèm cú điện thoại cho em ạ. Tất cả của nó là hàng hãng các bác nhá. Tất cả là hàng hãng cho em ạ. Xịn sò con bò luôn. Đây ạ. Đấy chứ ạ, siêu phê luôn các bác nhá. Toàn bộ của nó là hàng VIP. Lên đơn hàng chứ làm bộ gì ạ? Bộ 43 giúp em với. Comment đúng là mã bộ 43. Màu em nó mặc là màu xanh than nhá. Màu xanh than ạ, xanh than pha vàng này. Đây là màu gì nhỉ? Màu này gọi là màu đỏ nhá các chị nhá. Màu này em gọi màu đỏ này. Bộ đằng sau bạn này gọi là màu hồng. Đây là màu xanh cho em ạ. Màu xanh này, toàn bộ chữ là chữ theo ở Hồ Chí Minh hiện tại em chưa ship được đơn chị ơi. Đây là màu cam này, có màu đen không? Không về màu đen à? Rồi ok. Đấy chứ ạ, tất cả đều là quần đen trừ màu xanh than thì quần của nó sẽ là màu xanh than. Mà quần bộ 43 đúng không? Bộ này giá ở hãng người ta đang bán mức giá là suýt soát 400. Để chạm suýt soát 400.000. Em cũng tặng các chị ngày hôm nay đi. Bộ này nó sẽ đắt hơn nhá. Để chạm các chị nhìn chất chiếc này. Nhìn từ tác mác cho em ạ. Từ túi bóng tác mác xịn sò luôn ạ. Em tặng khách hàng ngày hôm nay là 239.000 một bộ. Để chạm 239.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là bộ 43. Bộ 43 các chị chọn màu và các chị chọn size vừa cho em ạ. Bộ 43 các chị chọn màu và chọn size vừa. Kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ 43 cho em ạ. Toàn màu đẹp thôi. Bộ 43 à, chị Như Hồng Ngọc cũng ok chút đơn ạ. Bộ 43 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Chị ơi ở trong kia nhà mình còn những cái áo da lót lông ấy lẹ. Ý nữa bỏ ra không phải lẻ mà là còn ít ý. Được chưa ạ? Bộ không đẹp xin các chị em cho trả lại. Toàn bộ dòng hãng cho em ạ. Toàn bộ dòng bộ hãng cho em các chị nhìn cho em nhá. Tất cả của loại quần đen chất u mì chị ơi. Co giãn 4 chiều không cắn chỉ. Được chưa ạ? Dòng bộ hãng các chị mua ngoài nếu mà các chị mua phải tầm gần 400.000. Phải tầm suýt soát 400.000 đồng một bộ cơ. Em tặng các chị ngày hôm nay là 239 mẫu mới nhất. Để chị ạ, 239.000 đồng bộ mới nhất cho em ạ. Chất u mì nhé chị yêu nhá, chứ không phải chất cốt tông. Sờ chất nó mướt tay. Để chị ạ, sờ chất mướt tay luôn chị Nguyễn Thị Hiền nhá. Để chị ạ, chị Ngọc Anh có ạ. Chị ơi, 239.000 đồng. Giá này thì em bao giá thị trường luôn. Để chị ạ, giá này là hàng giá gọi là rẻ hơn mà các chị nhập buôn. Rẻ hơn khách hàng đi nhập buôn luôn. Các chị có mày là 43 kèm theo màu số điện thoại giúp em với. Để chạy chị Nguyễn Văn Hậu có, Nguyễn Danh có, Dương Chi có đơn ạ. Bao nhiêu tiền nhỉ? 239. 239 á? Quá rẻ. Quá rẻ. Có rẻ quá không? Em bán chạy số lượng.
Thế các chị yên tâm luôn là giá lúc nào cũng mềm, giá lúc nào cũng đẹp luôn ạ. Bộ 43 em có xanh than là bộ em mặc nhá. Bên trên nó pha vàng nhưng mà toàn cái thân bên dưới của nó sẽ là màu xanh than ạ. À quên, có xa các chị từ khoảng là 45 cân đến 65 cân đổ về. Đấy chứ ạ, 45 cân đến 65. Có sai chứ chị? Có sai ạ, L1XL, 2XL. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Có sai, có số chứ chị, 70 cân thì mã này không vừa ạ. Đấy chứ ạ, em tặng khách nhà em ngày hôm nay là 239.000. 239.000 đồng ạ. Đấy, nhiều khi là nó hơi bị nói nhịu. Tại vì là em mà nhập vào 200 mấy mà em bán hơn 100 thì có mà chắc là lãi to các chị ạ. Chị Hà Văn Tú có ạ, chị Văn Mèo rồi ạ, chị Sen Đỗ có đơn ạ, Liên Vít có đơn hàng nhá. Chị ơi tìm cho em một cái bộ mặc khóa mà mũ mới về ấy. Chị ạ, chị Hà My có đơn hàng nhá. Các chị cứ chọn màu, các chị chọn size vừa giúp em với. Em dơ lại bảng màu nhá. Cái quần, cái áo màu nào thì cái viền quần nó sẽ theo màu đấy. Đấy chưa ạ, Lan Anh quay ngang đây. Đây, áo màu hồng ấy. Đấy chưa ạ, màu hồng bên trên thì cái viền quần của nó sẽ theo màu áo. Đấy chưa ạ, chị Bản Mèo, à cái gì, chị Đỗ Kim Tuyến có ạ, chị Dương Hải. Chị ơi, hai bộ của mẹ ship không á? Để em xem nào. Tại vì là em không cộng lãi cao ấy. Để em xem ấy nhá, cân đối đã. Tại vì là thôi được rồi, ngày hôm nay chị yêu là chốt từ hai bộ nhà em Loan miễn phí ship luôn. Chơi lớn nhá. Ok chưa ạ, nhân dịp hôm nay có mẫu mới, nhân dịp hôm nay có bạn mẫu mới rất là xinh, đúng không ạ? Em xin phép là ngày hôm nay bác nào mua hai bộ nhà em Loan miễn phí ship, miễn phí giao hàng, chốt từ hai bộ trở lên nhá, một bộ vẫn là 30.000 tiền ship, mua hai bộ miễn phí ship luôn. Đấy, các chị cứ làm cho em hai bộ đi, đừng mua một bộ phí lắm. Tí em lấy xem bộ mới rồi ạ. 011 rồi, 011 em vẫn đang về à. Cái chạy chị Quang Trần có, Thủy Nguyễn có, các chị yên tâm luôn là giá này là chốt giá số lượng đấy. Mã 42 và mã 42 thì từ em lên luôn chị ơi. Mã em mặc là mã 43 chị ơi, mã 43 lên đâu nào mà kèm số điện thoại cho em ạ. Mà xem cho chị cái màu đỏ bắt. Nguyên mặc nguyên áo thôi, không cần mặc quần đâu. Các chị này, tất cả cái vải của nó nhá, nó sẽ theo chứ không phải là chữ in hay chữ dán đâu. Các chị giặt máy thoải mái cho nó không bị bong, và quan trọng là chất nó không bị cắn chỉ. Và dòng của nó toàn bộ là dòng hãng co giãn 4 chiều. Được chưa? Toàn bộ của nó là bộ hãng co giãn 4 chiều cho em ạ, mặc sướng lời luôn á. Các chị nhá, bộ 43 và kèm theo số điện thoại giúp em mới. Bao nhiêu tiền nhỉ? 239.000. Cam này cũng xinh. 45. Mặc áo size L đấy à? L đẹp, em mặc size L hơi chật. 65 cân đổ với em có size. Nhưng mà quần áo thể thao để nhớ là mày. Đấy, đây màu đỏ nhá các chị nhá. Màu này em gọi là màu đỏ đi. Màu đỏ gọi theo cái phần thân bên trên, trừ cái màu xanh than, nó sẽ là toàn bộ của nó phần xanh than. Mình đặt quần đúng đấy, gọi cho quần gì đấy chị. Bộ này 239.000 đồng, chị Lắp Mặc Đại Lộc ơi. Hôm nay mua hai bộ miễn phí ship. Toàn mẫu đẹp mà chị chưa hết chỉ thị, tiếc quá. Thôi lúc nào hết chỉ thị thì Vĩnh Phúc miễn ship nhé. Chị ơi mua hai bộ, em nói luôn là ngày hôm nay khách hàng đã mua hai bộ miễn phí ship duy nhất trên cái livestream của em ngày hôm nay thôi ạ. Còn ngày mai thì không miễn ship đâu con Lăng nhá. Ngày mai các chị có mua từ 5 bộ 10 bộ cũng không miễn ship, và chỉ áp dụng trên cái livestream buổi tối ngày hôm nay của em thôi, chứ không phải hôm nào nhà em Loan cũng miễn ship đâu. Từ cái ngày em bán hàng chưa ngày nào em miễn phí ship cho khách hàng cả. Nhưng mà ngày hôm nay là nhân dịp là có bạn livestream cùng em, bạn mới, cho nên là em xin phép là gọi là bung lụa đi các chị nhá. Chị Đào Vũ ơi, hai bộ các chị comment là bộ 43 giúp em với. Tại vì là tất cả cái bộ này nó đều có mã hàng hết ạ. Chị Mỹ Duyên ok em chốt đơn ạ. Màu vàng làm gì có màu vàng chị? Màu em đang mặc là màu xanh than. Đấy chị ạ, thân bên trên màu vàng nhưng bên dưới của nó sẽ là màu xanh than ạ. Các chị comment, các chị cứ nhớ trên là màu vàng với lại pha xanh than ý là được nhá. Rồi xin phép các chị em qua mẫu ạ. 66 cân thì các chị ơi nó phải tùy chiều cao các chị nữa. Chị 66 cân, chị 1m55 thì không vừa được. Bộ có mũ hiện tại em chưa về hàng ạ. Chị Mỹ Duyên có đơn nhá. Lên cho là bộ 43 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Rồi em qua mẫu này. Lên bộ khóa nhá. Các chị cứ hóng bộ khóa mấy ngày hôm nay liền. Hôm nay về thêm một bộ mẫu bộ khóa tiếp. Đây ạ. Em lên bộ khóa đây. Các chị nhìn bộ khóa này, toàn bộ của nó là hàng độc quyền. Được chưa ạ? Hàng này nó sẽ không đánh size S đâu chị ạ. Hàng này, bộ này không đánh size S, ít nhất phải từ size M đi lên. Có bộ đánh từ size M, có bộ đánh từ size L. Các chị nhìn này. Được chưa ạ? Bộ này nó nặng lắm nhá các chị yêu, bộ nặng lắm cực kỳ luôn ạ. Lên cho em mã này là bộ gì nhỉ? Bộ 45 cho em với ạ. Comment giúp em là bộ 45 và kèm số điện thoại.
Được chưa? Bộ 45 và kèm số điện thoại cho em một cái bộ set khóa các anh nhá, một bộ set khóa. Em bảo rồi, hôm nay các chị có thể chọn một mã bộ 43, một mã bộ 45, nhà em loan bị ship. Được chưa? Nhưng mà mua một bộ không bị ship nhá. Tại vì là nhiều khi là em nói em không nghĩ. Em chỉ nói đúng một ngày hôm nay thôi ạ, chỉ miễn ship đúng một ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai là ngày mai lại sẽ không miễn ship ở đâu ạ. Là lên bộ một màu đi, tí em lên sau chị. Bộ một màu nhà em rất nhiều. Ủa cái bộ xanh đẹp thế. Để em thử bộ màu đỏ nhá. Làm xanh xanh đỏ đỏ cho nó gọi là. Đấy. Tầm này mặc bộ này là vừa. Tầm này mặc đấy. Xinh. Tầm này mặc xinh. Đấy, ra nói luôn. Đông quá. Lai chim quen rồi, nói đi. Không nhảy ngượng đâu mà. Em chỉ bán váy thôi à? Cái form này lên đẹp. Em mặc size gì ấy? Em mặc đang mặc L. Thế nhưng mà mặc XL thì em. Nhưng mà em mặc XL nó sẽ thoải mái hơn. Như cái hàng nít ở Hà Đông thì nó chuyên váy. Rồi, tiếp theo ạ. Luôn. Bộ này là mã bộ 45 đúng không? B45 mà. Các chị comment là bộ 45 cho em mà được. Đấy chứ ạ, bộ 45 và kèm số điện thoại cho em. Ờ, cái bộ này xinh chưa? Được chưa? Đẹp đã dã man luôn. Nhận được áo ra rồi đẹp lắm Loan ơi, em cảm ơn chị ạ. À, đỏ cái gì ạ? Mẫu vừa like xong cái bộ cổ tròn, vừa xong là bộ 43. Vừa xong là bộ 43. Bộ này các chị comment là bộ 45 cho em với ạ. Bộ 45 và kèm số điện thoại cho em này. Đấy. Lan Anh nhỉ mặc XL. Chị mặc size L, mày nhỉ mặc XL. Đây. Được chưa? Đỏ này thì quần của nó sẽ là viền đỏ nhá. Bộ màu xanh thì quần của nó sẽ là viền xanh. Em đang có là màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Đấy chứ ạ, màu vàng cho em này. Các chị comment thì là bộ 45, bộ này là bộ set khóa. Chất u mì của nó là dòng u mì ép nhá các chị nhá. Dòng u mì ép cho em. Rồi bao phê luôn này. Ôi các chị này, toàn màu đẹp thôi, bảng màu mới nhất luôn ạ. Màu vàng bên ngoài của nó sẽ là vàng đậm hơn trên like các bác nhá. Các chị cứ nghĩ là lúc nào trên like cái tông màu của nó sẽ là đậm hơn một chút. À, tông màu của nó sẽ sáng hơn một chút so bên ngoài. Cái màu vàng này đẹp thế, màu xanh thẳm không? Ôi đẹp, đẹp chưa? Bộ 45 cho em. Nghe giá các bác nhá. Để chặn, đợi em tí em phát giá đã. Bộ này ngoài người ta bán hơn 400. Hơn 400 nghìn. Bán hơn 400 nghìn giá thị trường. Em tặng khách nhà em ngày hôm nay là 318 nghìn. Được chưa ạ? 318 nghìn đồng một bộ. Các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ. Màu bên ngoài của nó sẽ là màu đỏ đậm nhé chị Thảo Nguyễn nhé. Màu bên ngoài của nó sẽ là tông màu đỏ đậm. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 318 nghìn đồng. Này cái bộ màu xanh than này quần nó màu gì đấy? Quần nó màu than. Trời ơi. Còn màu đen. Có mỗi bộ than là quần than thôi. Chỉ có nguyên bộ màu xanh than quay lại thôi. Là cái màu quần của nó sẽ là màu xanh than. Đấy chứ ạ, bộ 45 cho em. Form này có cái mấy size chị? Từ size L đi lên đúng không? Size L đi lên 45 cân đổ lên ạ, đến tầm 65 cân đổ với em chốt đơn. Cứ từ 45 cân đến 65 cân ạ. Thay cho chị cái quần, không lúc lại khách bảo gửi nhầm màu. Đấy, áo màu than này quần nó là phải màu than. Còn tất cả các màu khác thì là được quần đen hết. Đấy chứ ạ, các chị nhìn cho em này. 318 nghìn. Xứng đáng không ạ? Thị trường bán rẻ nhất là 450 nghìn. Có chị đang mua 550 ngoại trường. Mạng kém quá, tại buổi tối là các cháu đang có như kiểu là học online ấy nhỉ. Cho nên mạng hơi kém. Đâu, các màu đâu? Có cả màu đen đúng không? Đây có cả bộ đen các chị này. Toàn bộ hàng đăng ký độc quyền luôn ạ. Em tặng khách em là hôm nay là 318 nghìn. Các chị yêu lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Có từ size L, 1XL và 2XL nhá. Bộ đấy là hàng Quảng Châu nên là đặt hàng nó hơi bị lâu một chị ơi, chị Huệ lâu ra nhá. Đây các chị này, toàn bộ của nó là dòng cao cấp. Các chị lên đơn hàng chứ là bộ gì ạ? Bộ 45. Bộ 45 và kèm số điện thoại cho em ạ. 318 nghìn. Không hề nghe nhầm luôn ạ các chị này. Form đẹp hơn hàng Quảng Châu. Được chưa ạ? Nhiều khi mặc lên form đẹp hơn hàng Quảng Châu đây các chị ơi, nhìn cho em cái màu cam này. Cam của nó là màu cam đậm nhá các chị nhá. Màu cam đậm cho em ạ. Bộ 45 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Muốn mua mặc toàn size to á chị. Ôi giời, khách hàng đang hỏi size to không có chị. Em chỉ có size các chị dưới 65 cân thôi. Toàn bộ của nó là dòng u mì ép các bác nhá. Toàn bộ dòng u mì ép các chị lên đơn hàng chưa là bộ gì nhỉ? Bộ 45 đúng không? Được chưa? Bộ 45 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ.
Em Thanh cho chị cái bộ đấy đi, cái bộ đấy, cái quần đấy nó chỉ mít được cái màu xanh than thôi. Lên vàng nhá, màu vàng lên đẹp lắm. Đâu cái viền vàng đây, đây đây. Rồi ôi năm ngoái chị mua 600, chị mua ở đâu gọi là mặn chát thế. Ngày hôm nay các chị cứ làm cho em vài bộ đi, để chạm hàng đầu mùa lúc nào nó cũng gọi là sai số nó đều này, xong là hàng nó làm rất là cẩn thận luôn ấy. Đấy, hàng làm nó cẩn thận luôn, đường kim mũi chỉ sắc nét nhá. Ở Sài Gòn nhé, em chưa ship được hàng rồi. Em bảo rồi, ngày hôm nay các chị nào cứ chốt từ 2 bộ trở lên em đoan định ship. Để chạ cứ mua từ 2 bộ trở lên em đoan định ship vào đúng buổi tối ngày hôm nay thôi. Để chạ ngày mai em sẽ không miễn ship ở đâu ạ. Em bảo rồi, chỉ có đúng ngày hôm nay miễn ship thôi. Lên đơn hàng kia là bộ gì ạ? Xong mặc cái áo hai dây vào. Áo hai dây vào thay cho nhanh. Thay cho nó nhanh. Đấy chạ, bộ 45 cho em ạ. Đỗ Minh Hằng có đơn nhá. Chị Lê Hiền có đơn hàng ạ. À, nay hết chỉ thị rồi nhé, hết chỉ thị ship được hàng mà chị, hết chỉ thị ship được hàng. Rồi, lấy màu vàng cho em ạ. Chị em mượn bộ vest em mặc chị ạ. Đẹp thế. Màu nào cũng đẹp thực sự luôn. Này, màu nào cũng đẹp luôn. Không kiến ra. Màu nào cũng đẹp luôn ạ. 318.000. Hàng này của nó là hàng cao cấp của Sydney. Đấy chị ạ, hàng cao cấp của Sydney, các chị yêu nhìn cho em ạ, chất nó dày lắm. Đấy chị ạ, chất nó dày lắm luôn ạ. Thử màu đen cho chị với. Đây nhá, màu đen thì mặc luôn cái áo luôn, không cần phải mặc nguyên quần, không phải mặc quần, tại vì quần nó chỉ khác nhau một tí cái viền thôi. Đấy chứ ạ, bộ 45 cho em ạ, 318.000. Dòng cao cấp như chị yêu, không phải là cái hàng mà hàng gia công, hàng kiểu là hàng may nhái, hàng gia công đâu các bác. Thông cảm giúp em với, đừng so sánh với cái hàng rẻ. Đấy, còn bộ này nếu mà để mà chính phẩm của nó mà giao vào thị trường ấy, cái thời điểm mà bắt đầu vào vụ ấy, thì người ta sẽ bán các chị tầm 450-500.000 cơ. Đấy chứ ạ, 450-500.000 đồng. Đây ạ, bộ màu xanh đây. Siêu phẩm đúng không ạ, toàn màu đẹp. Tím lên vest chị ơi ạ, bộ 318.000. Các chị comment là bộ 45 kèm số điện thoại. Form gọi là không phải suy nghĩ câu nào. Nhận hàng các bác, ôi như cứ bóc hàng kiểm tra hàng. Em không bán áo rời. Em không bán áo rời. Em nói không, có hai mấy cái áo rời. Chị Lê đang kèm này có 10 mẫu trẻ. Đấy, hôm nay có 10 mẫu trẻ đẹp thế. Đấy. Đấy, hôm nay được các chị khen là em lại bán rẻ rồi. Các chị khen là em miễn ship. Em tính em ưa nịnh. Cứ chị nào khen là em lại kiểu là mủi lòng, mềm lòng là em lại. Các chị bảo hôm nay miễn ship đi thôi. Hôm nay miễn ship luôn. Cứ bác nào mua 2 bộ miễn ship. Đấy chứ ạ, cứ mua 2 bộ em miễn ship. Chị Phạm Hà rồi ạ, chị Nguyễn Thiên rồi ok ạ, chị Vi Lê rồi ok, em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng chuyên là mã gì nhỉ? 45. Bộ 45 đúng không? Bộ 45 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Này các chị này, có cái màu cam này cũng đẹp. Thì chị ạ, có màu cam này em thử cho luôn cho chị cái màu cam. Ờ, chị ơi vào lấy cho cái cuốn kéo hai dây với. Lấy rồi, được. Mặc rồi, để em tí em sẽ đổi mặc. Rồi ạ. Quần ống kiểu là dạng côn côn như này chị ạ. Nó không phải là ống bo gấu đâu. Quần ống suông cho em. Đấy chị ạ, quần ống suông chứ không phải quần bo gấu ấy. Chị ơi, ai cũng mặc được, có dễ mặc lắm. Đấy chị ạ, bộ này các chị yêu lên chứ là bộ gì ạ? Bộ 45 một kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng gọi là chất như nước cất. Nhận hàng các bác ơi, cứ bắt hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đấy chứ ạ, cứ bắt hàng cho em luôn thoải mái luôn. Ngày hôm nay còn được miễn phí ship. Đấy chứ ạ, ngày hôm nay bác nào cứ mua 2 bộ trở lên em miễn ship. Đấy. Cứ gọi là tưng bừng đi. Rồi ôi cái màu cam kìa. Màu cam, cái viền quần của nó sẽ là màu cam đúng không? Viền quần nó là màu cam. Em bảo rồi các chị ơi, nhận hàng không đẹp cứ trả lại cho em. Nhận hàng không đẹp cứ trả lại cho em ạ. Trời ơi, làm sao mà em đú được. Em ba đứa nó còn chưa lấy chồng. Em một chồng ba con rồi, nó còn chưa có một mảnh tình bắt vai. Đòi so sánh em với nó. Xin năm chị mấy? 98. 98 à? Viền này sẽ là màu cam. Kém em một giá. Đúng rồi, viền này sẽ là màu cam. Chị đừng so sánh em với bạn ấy. Bạn ấy mới sinh năm 98 mới lại là chưa có chồng. Em một chồng ba con rồi. Sau này không xem được rồi, em biết mà. Hôm nay rất là nhiều chị không xem được tại vì mạng nó kém ấy. Đấy, chị Hoa Lan tím rồi ạ. À, chị ơi, 318.000 một bộ chị nhá. 318.000. Em đang có tông màu xanh đấy chị này. Màu xanh này xanh lá cho em ạ. Bên ngoài của nó sẽ đậm hơn một tông các bác nhá. Bên ngoài của nó màu đậm hơn ạ, màu xanh lá này. Màu vàng cho em ạ. Bộ 45 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Em chào chị Lan Vũ nhá, màu vàng này. Màu em mặc là màu đỏ nhá chị yêu nhá. Đấy chị ạ, đây là màu xanh than. Xanh than thì nó sẽ là quần màu xanh than và áo màu xanh than. Để chị ạ, áo màu than và quần màu than cho em ạ. Lên đơn mã này cho em là bộ 45 kèm số điện thoại ạ. Còn bộ mẫu mặc đằng sau cái là màu cam nhá bác nhá. Áo cam, quần đen này, tất cả đều là quần đen trừ màu xanh than ra.
mua hai bộ miễn ship, hai áo không miễn ship. Hôm nay các bác nào mua hai bộ em trở lên miễn ship thôi, còn tất cả các cái đơn hàng mà áo hay là quần riêng, quần rời, áo rời như em mẫu, những cái mẫu bình thường kia là em không miễn ship. Để chưa, lên áo gió đi em à. Tại vì là những cái mã đấy hầu như là em bán lỗ rồi. Đấy chứ, áo phông rồi là áo gió các kiểu là em bán lỗ lắm rồi, em không miễn ship được. Đấy, hôm nay chị nào mua hai bộ trở lên thì em miễn ship. Đấy chứ, nguyên hai bộ nhá bác nhá. Chứ còn những cái đơn hàng kia, trừ khi các bác mua hai bộ này, các chị mua thêm áo phông này, mua thêm áo gió này, em miễn ship cho các chị nào mua nguyên áo gió với áo phông, em không miễn ship ạ. Báo giá thì, chị ơi 318.000 bộ chị ạ. Bộ 45 cho em nhá. Xanh than đây, dừng lại bảng màu một lần nữa xem qua mẫu ạ. Tại vì mẫu mới sẽ lên hơi lâu một chút. Đây màu xanh than nó sẽ là, đây các chị ơi, sờ quần nó xuống này các chị này. Mũ thì mình có nhỉ. Cái quần rời của nó cầm nó gọi là nó đậm đậm tay như này luôn các bác. Được chưa ạ? Bộ này 318.000 chị ơi, hàng cao cấp cho em ạ. Nó là dòng bộ hãng cao cấp nhá. Chị Nguyễn Thị Ga, chị cứ lên số điện thoại cho em với. Comment đúng theo mã hàng mà kèm số điện thoại lên là các chị mình có đơn ạ. Nhân viên em sẽ tư vấn cho các chị về cân nặng, chiều cao và size số sau. Đây là màu vàng. Đấy chưa ạ? Màu xanh lá cho em ạ. Hai chị em xinh như nhau, em cảm ơn chị. Hôm nay có mẫu xinh thế em cảm ơn chị ạ. Bộ có mũ khóa em chưa về được hàng. Chị ơi chị Lại Lư có, chị Trần Lan. Bộ này 75 cân hôm vừa em chút đơn các chị tầm 65 cân nhá. Rồi ạ, em qua mẫu luôn ạ. Em qua mẫu luôn. Cái bộ mà hôm nay về được có thêm cái màu xanh cổ vịt đi. Đây ạ. Không. Nhưng mà có về đủ size không? Không. Cái mẫu đấy xanh cổ vịt như là chỉ còn 2XL, cổ vịt là còn 2X nhưng mà về thêm được L, thế thì lấy cho chị bộ bộ khóa của bộ 011 này. 011 đây. 011 để ngoài mẫu. 011 có mẫu. Đây có mẫu bên ngoài đây. Đấy chứ, bộ này bộ 011 thì nó sẽ có 4 tông màu. Đây, màu xanh rồi, màu. Lấy cho chị màu vàng đi, tại vì hôm qua hết màu vàng size bé, hôm qua thì phải mặc một bộ màu vàng size to đấy. Đây màu hồng lên rất nhiều. Đây màu vàng, màu vàng với lại là màu hồng lấy size L, còn màu đỏ thì ở đây còn mẫu. Hết đấy rồi. Màu vàng size L không còn đâu nha. Có về mà hôm qua có về hàng mà. Về hôm nay cũng còn bộ nào, còn mỗi hai bộ chỉ. Cho đi sạch đã. Ờ, màu vàng size L nhiều nhất. Hết hàng rồi. Sao màu nhiều. Còn hai cặp chị lại cứ tưởng đây đấy. Đây là nguyên size L chỉ có một em phân mẫu rồi. Đấy chỉ còn một hai bộ thôi. Đúng không? Đây này. Mẫu này gần như toang luôn mà. Em thề luôn ạ. Cứ vào vụ cái là bắt đầu khách hàng lại là mua như vũ bão. Em không trở kịp trở tay ạ. Em không nghĩ là bộ này khách hàng lại chốt nhanh như thế. Được chưa ạ? Em không nghĩ khách hàng lại chốt nhanh như thế luôn ạ. Các chị nhìn cho em bộ này. Các chị lên đơn hàng chứ là bộ này 011 nhá. Có màu đen không vậy? Bộ này đủ màu chị ơi, có đủ màu mà. Đen đỏ này, vàng này, màu cam, màu xanh than ạ. Và màu xanh lá. Lên áo gió đi tí em lên ạ. À. Chị Long Châu rồi ok. Chị Nguyễn Đoan ok, chốt bộ 45, bộ 45 size L là bé nhất, nó không đánh giá size M đâu chị ạ. À. Không đánh MLX đâu mà đánh L, 1XL, 2XL nó cũng tương đương với các chị từ 45 cân đến tầm 65 cân. Đúng con bé này mặc cái gì cũng đẹp vậy nhỉ? Không 11 nhá, không còn màu vàng đâu, màu vàng còn duy nhất một bộ size L thôi. Rồi. Còn đâu đỏ đen hàng, nào. Đây màu vàng còn đúng cọc luôn. Siêu tránh hàng, bộ này gọi là siêu tránh hàng luôn. Còn em phân hết mẫu rồi. Nhà em về đầu tiên. Được chưa ạ? Nhà em về đầu tiên. Xong rồi sau thấy đắt hàng nhiều nhiều chỗ gọi là cứ ra cứ này nọ. Đúng không ạ? Chất đẹp đanh. Không đẹp. Sau em nói trên live của em sao em nói to thế mà em lại trên nói trên live này xem nói bé. Nói cái hát vào nói. Không cái này quảng cáo dưới không. Máy đấy. Thôi. Mai nó không có giọng để nó chốt đơn đâu. Mai các chị cứ nghe. Chị có vậy không ạ? Tí tặng cho cái áo để mai nó mặc đi. Cái áo này bán là chút không. Nó phong đẹp, phong đẹp mà. Chứ bảo là cái mã này là mã siêu cháy hàng mà lại. Tao vào quần đâu đây. Tao không vào like đâu. Mày trốn em tầm này vào vụ này vào mùa ấy. Không có giá này. Bộ này nếu mà vào mùa lạnh hẳn thì không có giá gì đâu các chị nhá. Đấy chứ ạ. Hàng đợt đầu tiên thì lúc nào chất cũng đẹp. Chất khác hẳn luôn so với khi mà vào vụ là hàng đại trà. Thì người ta sẽ làm mà không bao giờ được cẩn thận như là cái hàng đầu mùa. Đấy, form đẹp, chất đẹp luôn các bác nhá. Lên đơn hàng mã này là mã gì nhỉ? 011 đúng không ạ? 011 kèm số điện thoại cho em ạ. Em đang có màu vàng, màu hồng, đấy chứ ạ, màu xanh, màu đỏ, 4 màu cho em ạ, 4 màu cơ bản nhá. Áo trong em mà còn hàng không chị nhỉ? Ôi, bộ gọi là siêu cháy hàng, siêu đắt hàng luôn ạ. Bộ này thì túi của nó sẽ có khóa đấy bác nhá. Túi có khóa cho em ạ, 011 ạ. 310.000. Đấy chứ ạ. 310.000 đồng một bộ.
phần mẫu phải dễ chọn. Được không các chị? L hay dễ. Về nhận hàng, chất không đẹp trả lại em. Được chưa ạ? Nhận hàng nhớ bóc hàng kiểm tra hàng trước nhá. Không đẹp trả lại em. Được chưa ạ? Nếu chỗ nào bán rẻ hơn trả lại em. Ok không ạ? Trời ơi các chị này. Mặc bộ này chả ai bảo gần 60 cân cả. Ôi, mặc bộ này nhìn trông gọn dã man luôn nhỉ. Thế ra mà không nói thì các chị giỏi thế này. Nếu mà mày không nói thì chị không nghĩ mày 58 cân đâu. XL. Đấy, hôm nay chị em mình còn chốt 58 cân. Đấy, 58 cân và XL này. 45 cân đổ lên ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Bộ này các chị yêu con mày là 011 nhá. 011 cho em ạ, màu xanh này. Được chưa ạ, 011 cho em màu xanh. Kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp nhỉ. Được chưa ạ, 011 màu xanh này. 011 cho em ạ, tông màu đỏ. Mẹ em có đăng vào số nào của chị không? Cháu nghe. Ở đây nhìn thấy con gái đó. Xinh quá. Đây chưa ạ, màu đỏ cho em ạ. Nhìn nguyên cái áo này các bác này. Nguyên cái áo đã thấy chất rồi ạ. Đây chưa ạ. Nếu vào vụ các chị mua bộ này phải tầm khoảng 500 nghìn. Phải tầm 500 nghìn một bộ này luôn ạ. Q1 áo hát sớ. Chị gọi chút đơn. Chị Nguyệt Hà ơi, comment lại số điện thoại giúp em với ạ. Em phải ăn thêm thịt vào không có. Nghèo như người mẫu là sao hả chị? Chị Hạnh Nhi rồi, ok em chốt đơn ạ. Bộ này các chị coi là 011, các chị chọn màu chọn size vừa thoải mái ạ. Phong các chị dưới 65 cân đổ về nhá. Phong các chị mình cứ dưới 65 cân đổ về ạ. Có bộ không mũ không? Bộ không mũ hiện tại đang hết hàng chị ơi. Không mũ hiện tại đang hết hàng ạ. Không, bộ 45 và 011. Ok chị Bùi Hải Vân ạ. Chị yêu là lấy màu đỏ các chị lên đơn nhá. Màu đỏ, màu xanh ạ. Và màu vàng, màu hồng. Mẫu mặc đang là màu hồng các bác nhá. Hồng xinh, hồng bên ngoài của nó sẽ đậm hơn trên like đấy. Đấy chứ ạ, hồng gần như kiểu hồng bỏ đỗ ấy, chứ không phải là hồng phấn đâu ạ. Bộ vest thì em lên cho chị Hoa Nguyễn ơi, chị Na Lê rồi ok chốt đơn ạ. Bác nào chưa chốt được thì săn nhanh cho em. Tại bộ này nhà em gọi là bộ siêu cháy hàng đấy ạ. Cứ về lần nào hết lần đấy, về lần nào hết lần đấy luôn. Hàng đầu mùa các chị cứ nhanh tay săn cho em thì nó vẫn còn đủ hàng, đủ size số. Được chưa ạ? Chị Nguyễn Liên ok này. Bác nào hôm nay săn từ 2 bộ trở lên em bị ship. Đúng buổi tối ngày hôm nay đấy nhá. Chị có bộ 68 cân, hiện tại bộ này không có size của 68 cân rồi ạ. Từ L, 4XL, 2XL, bộ này 301 chị ơi, 301, 43 cân thì tùy chiều cao của chị nữa ạ. Bộ này chất U mì ép nhá bác nhá. Chất U mì ép ạ, chị Phạm Giang, ok em chốt đơn ạ. Thử chị bộ màu này với, màu đỏ. Rồi ok. Bộ 45 xanh than ok luôn ạ, chị Hà Thu nhá. Bộ này của nó sẽ là một nửa vàng, nửa đen, hoặc là nửa hồng, nửa đen, nửa xanh, nửa đen. Đấy, chị Nguyễn Thị Nga rồi ok luôn ạ. Chị Thành Huế. Bộ 083 hôm qua á. Màu nào cũng đẹp mà. Chip xịn em có chị ơi. Quần chip em có. Chu Ngọc Thủy ơi, bộ này 310.000 ạ. Tuyết Ngọc màu áo màu nào thì viền quần nó sẽ là màu đó nhá các bác nhá. Thì cái nắm bắp cai kia. Hả? Nó đặt hai bắp cai con bò nó bảy em bảy nó còn nó bảo cọc mà không cần cầu cái thịt cũng phải cầu. Chu Ngọc Thủy nhận được áo bắp cai chưa ạ? Chị nào nhỏ rồi ok ạ. Chị Nguyễn Hương để lại mã hàng kèm số điện thoại giúp em với chị Cường Nguyễn cho em xin số điện thoại với chị ơi. Đây nhá, áo màu đỏ thì cái viền quần nó sẽ là tông màu đỏ các bác này. Cái này em mặc nhanh thì em sẽ mặc nguyên áo lên thôi cho các chị xem cái form dáng, còn quần nó như nhau hết. Thế thì khác nhau cái viền thôi ạ. Nên mã này cho em là bộ 011 kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng ạ. Em tặng khách ngày hôm nay là 301 ạ. Tí nên em giơ các chị xem ạ. Một bộ với áo không chị ơi, phải từ 2 bộ ạ. Phải từ 2 bộ trở lên. Tại vì tất cả những cái hàng mà áo phông hay là áo gió như em đã là dàn giá thanh lý rồi chứ em cũng mới ship đâu ạ. Đấy, trừ khi đổ bộ ấy là hàng mới về thì là chị nào mua 2 bộ em miễn ship. Chứ còn mua 1 bộ thì vẫn là phí ship 30.000 chị nhá. Chị Yên Lệ rồi ok ạ. Mặc màu xanh như em rồi ok chị luôn. Đấy, đây là màu vàng. Túi rất là sâu luôn các chị này. Túi sâu lắm, có túi khóa cho em. Hoa cái bộ quan này. Có khóa cho em mà chị Xuyến làm bộ này về mặt mà chị này. Chất đẹp lắm, dày. Đánh chất thế này. Hàng Quảng Châu nhiều khi cái form nó không được đẹp như này luôn. Mai làm 3 bộ mày làm 3 bộ à? 3 bộ miễn phí ship tận nhà luôn. 3 bộ nha em, free ship tận nhà luôn. Tôm xong ship tận nhà. Xanh đỏ vàng. Em cho bóng ship tận nhà luôn. Mỗi màu đấy đấy à? Mai là 4 màu bộ. Đây đây đây, màu xanh đây. Đấy chứ ạ, cái khóa của nó cũng đẹp nhá, nó đanh lắm các chị ạ. Khóa nó cũng đanh. Em cảm ơn chị Nga Lưu ạ, chị Thanh Hoài rồi ạ. À thế à, chị Xuân Ly ạ, em cảm ơn tình yêu nhá. Chưa nhận được các chị. Chị bảo chưa nhận được công việc ạ. Chị Long Châu rồi ok, bộ này là mã 011 nhá. 011 và kèm số điện thoại cho em màu xanh. Thì em sẽ mặc nguyên cái áo thôi, còn quần nó lại sẽ viền xanh hết ạ. Viền xanh như này, áo màu nào thì viền quần nó sẽ là màu đấy. Đấy chứ ạ, bộ nhung quá.
Đấy, hôm nay các chị đang gọi là đang tị như này. Hôm qua là mua không được bị ship. Em gọi là em cứ kiểu bán theo kiểu là tùy hứng ấy. Cứ kiểu hứng lên là bán. Nhưng ngày mai có thể là hôm nay khách trả 350 không bán, nhưng ngày mai sẵn sàng là khách trả 300.000 em cũng bán, ví dụ thế. Đấy. Chị Nguyễn Vân giờ ok ạ, chị Đỗ Loan ok em chốt đơn ạ. Bộ này 301 các bác nhá. Bộ này 301, các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, 310.000 đồng. Lên ít áo phông đi rồi ok. Cho chị ít áo phông mà hôm qua cái mẫu crop top về mà khách hàng cứ hỏi ấy. Chưa có thời gian lên. Tại vì là mấy hôm nay gọi là chốt bộ sấp cả mặt luôn ý. Đổi bộ màu xanh ok, các chị ngày mai các chị đổi màu thoải mái. Để chạm ngày mai các chị nhà mình cứ đổi màu thoải mái cho em. Đấy, đổi từ vàng sang xanh, từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang gọi là màu đen cho em được. Nói chung là áo phông này bình tĩnh nhá, để em lên một mã bộ mới đi. Không có lại đang like đồ bộ xong một tí nữa lên áo phông mặc quần sóc hay là hay là mặc với lại là quần quần bò thì nó sẽ đẹp hơn ạ. Bộ này 301 chị ơi, 301 đẹp gọi là miên man luôn. Được chưa ạ? Bộ gọi là đẹp miên man luôn ạ. Chất nó dày, nó đanh lắm chị ạ, chứ không phải là chất mỏng tèo tèo đâu ạ. Cầm nó nặng tay, chịu tay luôn ạ. Bộ em mặc là 310.000 chị Đông Hoa ơi. Chọn màu, chọn size vừa cho em nhá. Màu hồng các chị này, màu vàng, được chưa ạ? Màu xanh và màu đỏ. Vàng, hồng, xanh, đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. Ngày hôm nay chị nào mua 2 bộ miễn ship. Được chưa ạ? Ngày hôm nay chị nào mua 2 bộ miễn ship luôn. Cái cúm mặc cái bộ hồng này lên đẹp lắm. Đừng mặc bộ màu xanh than. Màu xanh than mặc cái màu khác là không mặc được. Trừ khi các màu khác đều là quần đen thì mặc dễ, rất là dễ phối với các màu khác luôn. Được chưa ạ? Chị Ly Chu comment cho em là bộ 011 đi. Nhà em đánh trong mã hàng hết. Chị comment bộ đỏ ngày mai nhân viên nhà em không biết là chị chọn mã nào đâu ạ. Đây các băng này. Em thông báo luôn nhá, chị nào mua ngày tối ngày hôm nay mua 2 bộ miễn ship. Chứ còn là ngày mai em không miễn ship đâu các chị nhá. Ngày mai có đòi em miễn ship là em còn chết dở luôn đấy. Toàn bộ ngày hôm nay về hàng CD. Được chưa? Toàn bộ hôm nay về hàng CD luôn các chị nhìn cho em này. Ôi gọi là đẹp mê hồn. Nó lấy màu hồng ra. Thế chị em lấy màu khác. Em tưởng nó lấy màu đỏ. Màu đỏ. Em tưởng nó lấy màu đỏ. Được chưa ạ? Lên bộ cổ vinh kia em ok luôn. Ngày hôm nay về rất là nhiều bộ màu cổ vinh. Đấy, bộ một màu đẹp chưa? Dã man chưa ạ? Em bảo rồi ngày năm nào nhé, em cũng gọi là chuyên bộ luôn. Các chị yêu cứ yên tâm luôn ạ. Từ đầu mùa đến giờ gọi là cứ chốt sấp mặt bộ luôn ạ. Bắt đầu xe sạch lại một cái là các chị tiền mua bộ nhiều. Cái này tiền nhỏ cho em ạ. Viền nhỏ nha các bác nhá. Được chưa ạ? Lên đơn hàng cho em là mã này là bộ bao nhiêu đây? Bộ 42 đúng không? 42. Ôi khách hàng cứ hỏi cái bộ 42 về chưa em ấy này. 42. Mình đăng lên một cái là khách hàng gọi là nhắn tin hỏi liên tục. Hôm nay mới về được hàng. Về từ hôm qua nhưng mà tối hôm qua là em chưa lên được bộ này. Bộ này thì bắt đầu bây giờ bắt đầu mặc rồi. Ừ, bây giờ mặt là thời tiết này là hợp lý. Xe lạnh rồi. Sáng này còn có sương nữa. Hôm qua mình mặc đẹp. Là một cái kiểu nhẹ nhàng mỏng hơn cái bộ 011 rồi thì lấy bộ em nói này liệu khách hàng có nghe thấy không? Em sợ nói to có mất giọng. Em sợ. Không phải sợ, mình cứ nói như là cái like của em hay nói ấy. Bạn ấy chuyên, ngày trước là bạn ấy chuyên váy, chuyên bán váy thôi. Đâu này Hà Nội ra khách bạn không đi được. Bạn ấy bán ở Hà Nội, bán chuyên váy thôi. Nhưng mà đợt này là Hà Nội đang giãn cách chơi là bạn ấy về quê chơi. Là bạn ấy lại chơi mất 2 tháng rồi ở quê, không đi được. Đây ạ. Đến nào đây? Ba lưng hai mặt. Ba mặt hai lưng hay ba lưng hai mặt? Đây, bộ xanh em mặc nhé đây. Bộ xanh em mặc là bộ 011 vừa xong chị ơi. Chị Toan Đào có, chị Trang Hoàng rồi ok. Bộ 42 mặc xanh than em xem tí nữa chị ơi. Tại vì bộ xanh than thì riêng cái bộ xanh than thì nó quần nó sẽ là màu xanh than. Còn các bộ khác ấy, quần nó đều màu đen hết. Chị ơi, như bộ này có màu đỏ không ạ? Đỏ màu đỏ mà. Có màu đâu? Có lờ mà không có ít lờ. Không ít lờ đây để em đổi sau cũng được. Có lờ bên này hãy cho chị ạ. Đây, các chị nhìn này. Hello. Mang đến hai mặt. Cuối đỏ của nó là đỏ kiểu đậm đậm cơ nhỉ. Đỏ đẹp ấy. Đỏ này không phải đỏ chót chót mà đỏ ấy đâu nhá.
đỏ này là cái màu đỏ rượu ấy nhỉ? Nó không phải là kim với anh mà nó không phải đỏ tươi. Ừ, đúng rồi, nó không phải đỏ đô, mặc không bị già mà không phải đỏ tươi quá. Các chị nhá, màu đỏ đẹp lắm. Về các chị cảm thấy gọi là bóc cái màu đỏ ra ưng luôn. Không chê được một câu nào về cái bảng màu của năm nay luôn các chị này. Cái chạm Braven em có chị ơi. Mã này các chị yêu comment là bộ 42. Bộ 42 và kèm số điện thoại cho em tất cả cái chữ này là chữ theo nhá các chị nhá, chứ không phải là chữ in hay dán lên đâu. Đấy chạ, không phải chữ in hay chữ dán. Các chị lên đơn hàng chứ là bộ 42 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu xanh các chị này. Màu xanh ạ, màu hồng này. Màu đỏ này hả? 2 3 chị ạ. Thôi cũng bằng tiền. Bộ này em nhập vào đắt hơn đấy. Bộ hàng Sydney thì em nhập đắt hơn đấy. Thôi ạ. Hôm nay gọi là cứ xóa cánh đi. Cứ xóa cánh đi, 239.000. Đấy chạ. Cứ xóa cánh không mai mình gãy cánh cũng không sao. Đấy chạ, cứ biết buổi tối hôm nay mình cứ bay thoải mái đi, mình cứ xóa cánh đi, ngày mai gãy cánh thì kệ. Đây các bạn này. Đây màu vàng cho em nhá, màu vàng cho em ạ. Bộ này các chị hôm nay là bộ bộ 42 ạ, bộ 42 cho em với. Bộ 42 lên đơn hàng cho em ạ. Toàn bộ nhà em ở chất u mì các bác nhá, nhìn cho em màu vàng này. 54 cân á, 54 cân chị mặc được size 1X chị ơi, mã này tính từ size L đi lên, size L 1XL với 2XL, các chị tự thường tầm khoảng là 43-44 cân đổ lên ạ, được chưa ạ, 43-44 cân đổ lên ạ, đến tầm khoảng là 64-65 cân đổ về. Bộ màu xanh em vừa cởi ra ấy, bộ khóa nó là bộ 011 chị Nguyễn vui nhá, bộ 42 giúp em với ạ, được chưa ạ, bộ 42 cho em này, kèm số điện thoại ạ, bộ em toàn bộ là hàng u mì. Năm nay nó thiên về chất u mì nhá. Thì nó đẹp. Đây các chị nhìn trên cái màu đỏ nhá. Màu đỏ của nó như kiểu là cái màu đỏ rượu ấy. Đỏ cái đều đỏ rượu vang ấy. Nó không phải đỏ đô mà không phải đỏ tươi quá. Đỏ đậm mẹ, đỏ đậm. Màu đẹp quá nhỉ? Màu đẹp nhỉ. Công nhận cái màu đỏ này màu mới đẹp. Đấy chạ, bộ 42 239.000. Đấy chạ, 239. Chị nào không thích viền sọc to các chị lấy cái viền sọc nhỏ này cho em ạ. Loại viền sọc nhỏ này cho em nhá. 239.000 đồng. Toàn bộ của nó không phải là dòng quần bao gấu đâu. Nhưng các chị mặc rất là dễ. Chị nào mà quần này nó dài quá các chị cắt gấu thì không bị mất dáng. Đấy chị ạ, chị Đặng Oánh rồi ok luôn ạ. Chị Nguyễn Thanh rồi đại, chị Nguyễn Hiển. G45 màu xanh là cái gì chị? Đấy là mã G5 chứ chị, chứ không phải là G45. Áo phao em có rồi ạ. Chị Bảo Đại Gia ơi, lên số điện thoại giúp em với Đại Gia ơi. Có khi là chị đánh B45 nhưng mà có thành G45. B45 bộ trước có khóa của mình. Đây là B45. Thế à? Đánh nhầm cái B rồi. Màu đẹp mà chị, màu xanh ở bên ngoài nó đậm hơn trên line chứ không phải màu xanh nó sáng cái trên line đấy đâu ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. Có size dưới 65 cân. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây chúng nó mặc lại cho. Rồi chị Trần Dung có, chị Hà Nguyễn rồi ok. Ô cái móc nhà mình để đâu hết nhỉ? Chọc thò mày xa hết rồi. Mày móc cất hết rồi. Mai để trở ra này. Ôi, các chị nhìn cho em cái form của nó này. Ai cũng mặc được đúng không ạ? Những cái bộ này, dòng bộ này trẻ trung nhá. Trung tuổi mặc được này, trẻ mặc được. Những cái dòng này nó là dòng truyền thống, dòng phổ thông rồi ấy. Để chị Quang Trần rồi ok các bác ơi, nhận hàng bóc hàng cho em thoải mái nhá. Để chị nhà em khuyến khích các hàng là nhận hàng bóc ra đồng kiểm. Làm cách nào? À chị ơi, chị ấn cái chế độ mà theo dõi ấy. Ấn cái chế độ theo dõi like ấy. Hàng chất em cảm ơn chị ạ, chị Nguyễn Thùy rồi ok, chị Ngọc Anh rồi ok, em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng kia là bộ 42 ạ, bộ 42 và kèm theo số điện thoại cho em. Đây là tông màu xanh than thì cả cây của nó sẽ là màu xanh than nhá. Đấy chạ, cả cây của nó sẽ là tông màu xanh than. Gọn cực kỳ luôn ạ, chị nào mông to, bụng to mặc này, không bị lộ bụng một tí nào luôn. Đấy, áo dạ đợt em chưa lấy được hàng, chị ơi, chị Nguyễn Hồng Lê rồi ạ, chị Nguyễn Thùy có đơn ạ. Bao nhiêu bộ chị ơi, bộ này 239, giặt máy thoải mái cho em. Đấy chạ, giặt máy mà bị cắn chỉ nứt chỉ giá là em được chưa ạ? Những cái dòng bộ công ty này em bao giá các chị được chất lượng. Chị Thương Hà rồi ok, chốt bộ 42, các chị comment là 42 kèm số điện thoại cho là được. Thế chứ ạ, 42 kèm số điện thoại cho là được ạ. Đây màu vàng. Để em thử mặc màu vàng luôn nhá. Màu vàng của nó là vàng đậm tôn da chứ không phải là màu vàng bị dìm da đâu. Cái bảng màu của hàng công ty nó đẹp lắm, nó không như kiểu là hàng kiểu gia công. Chị Nguyễn Trang rồi ạ. Chị là Nguyễn Văn Hậu rồi ok ạ. Các bác cứ lên đơn hàng cho em thoải mái. Hàng mới về nó sẽ có đủ size, đủ số. Các chị mình chốt gọi là cứ máy thoải cho em ạ. Chị nào ngày hôm nay cứ mua 2 bộ miễn ship. Cứ mua 2 bộ nhà em miễn ship. Đấy chứ ạ, lên áo mùa đông á, tí em lên sau. Chị ơi, chị Nguyễn Thị Hà rồi ạ, chị Chiêm Nhàn rồi, chị Huế Nguyễn rồi, ok em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng cho là bộ 42 và kèm theo số điện thoại cho em. Mẫu đang mặc size gì? Chị ơi, chị đưa cho em cái bộ hôm nay nó về nó có vẻ một thêm cái màu xanh cổ bịt đi.
Mũ đang mặc XL, mũ 58 cân nhé. Bạn đằng sau 58 cân, cao 1m hả? 63. Hiện tại bạn mặc size XL, còn em chỉ mặc size L thôi. Được chưa? Em ít cân hơn em mặc size L. Chị Sâm Phương có ạ. Bộ 42 chị Nguyễn Hồng, à chị Nguyễn Hồng, à chị Nguyễn Thiên rồi ạ. Chị Thiều Hiền Lương có đơn ạ. Áo dây chị đang mặc có bán. Áo dây em mặc ở chỗ nào ấy nhỉ? Nhỉ, cái bộ này mặc lên yêu thế. Nói chung là cái bảng màu không chê được màu nào. Bảng màu không chê được màu nào luôn. Chữ là chữ theo cho em nhá. Bộ này à? Ừ đúng rồi. Không phải được size bé hơn à? Size M có nhưng mà cho nó mặc size L. Đâu size L đâu? Size L đấy. Mắt thì cao bé rồi. Bộ này có đen không? Bộ này hình như không có đen phải không? Bộ này không có đen chị ơi. Tí nữa em sẽ lên bộ có nhiều màu đen. Một cái bộ chữ O đen đi. Em sẽ về thêm không? Rồi cái lên bộ này cũng được, bộ này cũng có đủ màu mà. Nhiều màu mà đúng không? 569 quần em còn chị Lộc Phạm nhá. 42 xanh than rồi đơn, ok chị Minh Đào, chị Phùng Thủy có đơn. Các bác ơi comment nó trôi nhanh em không kịp đọc thì các chị cứ lên số điện thoại xem mà có đơn hàng ạ. À, chị bảo đại ra rồi ok. Lên mã này cho em là mã gì ạ? 04 à, mã bộ 42 đúng không? Cho em bộ màu vàng. Bộ màu vàng. Em ơi em cứ comment cho chị là bộ 42 đi. Ngày mai em chọn màu cho chị nhá. Ngày mai báo nhân viên là cho chị bộ 42 màu vàng, cho chị bộ 42 màu xanh, các chị chọn màu thoải mái. Những cái dòng này là áo bo gấu cho nên các chị mặc nó dễ lắm. Nó trẻ. Đấy chứ ạ, chữ là chữ theo, các chị cho mấy giặt quay thoải mái, nó không bị đứt chỉ và không bị bong những cái hình đằng trước các chị này. Toàn bộ hình là hình theo trực tiếp lên trên vải cho em. Các chị yêu nhá, theo trực tiếp luôn cho em chứ không phải là chữ in hay dán đâu ạ. Đây các chị này, nó là hình theo. Ok chứ ạ, toàn bộ của nó là hình theo như này cho em ạ. Lên đơn hàng chứ là bộ 42 ạ, kèm theo màu số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Thúy có rồi chị này. Đấy, toàn bộ của nó là chữ theo lên hết lên áo. Áo nào cũng muốn cũng đẹp muốn lấy hết luôn ạ. Em cảm ơn chị. Các chị thích áo gió đúng không? Đấy, bắt đầu vào mùa một cái các chị gọi là điên đảo về áo gió. Thì áo gió nhà em bán rẻ đúng không ạ? Thị trường bán cao ngất ngưỡng. Chị Mama rồi ạ, chị Nguyễn The rồi, ok em chốt đơn ạ. Đâu áo gió cho em một mã áo gió đi chị ơi. Gió mũ kẻ nhá. Mặc mũ kẻ cho sang. Thì chị ạ, mặc loại mũ kẻ cho em sang. Thay bộ này xong là mặc một mã bộ tiếp xong là lên áo gió luôn. Đấy, một công đôi việc nhá. Một công đôi việc luôn ạ. Thôi đừng nghe mộ à, quần em nhé. Đó lên luôn, lung linh là lên luôn. Bây giờ chúng mình lên cái gì đấy? Bây giờ mình lên tiếp bộ xong là mình lại lên tiếp áo gió. Nhận hàng các chị khách quen khách lạ, các chị cứ bốc hàng, bốc luôn kiểm tra hàng cho em. Được chưa? Có bưu tá đấy phải cho chị bốc hàng ra xem. Được chưa? Đúng hàng chị đặt không, chất có đẹp không chị lấy. Không đẹp, không đúng mẫu ấy. Mẫu mọc trên lan các chị trả lại. Được chưa? Các chị phải nhớ tiêu đúng mã hàng cho em với. Áo phông có cổ rồi nhé em, đầy nhé em, một biển phông có cổ luôn ạ. Cổ tròn ngày hôm nay nhé cũng về. Chị Minh Trần ạ, các bác ơi cho em xin nút chia sẻ với. Đấy chị ạ, tại vì mạng buổi tối nó rất là kém. Mạng buổi tối nó rất là kém luôn ạ. Cái màu xanh cổ vịt này em thấy em cháy hàng luôn từ cái ngày đầu tiên em về hàng. Hôm nay mới về bù được thêm. Cái màu gì có? Xanh than còn không? Cái màu đỏ còn nhiều không chị? Đỏ có, cũng còn. Xanh than thì là không còn. Xanh than về thêm mà. Về thêm, về thêm. Xanh than thì sáng nay em mặc. Sáng nay hết xanh than. Chỉ còn XL, 2XL. Sáng nay xanh than còn 2X, chiều nay nó về thêm L, XL. Này. Cái bộ này là bộ 080 đúng không? Rồi ạ, à, lên cái bộ cổ tròn này các chị là. À chị không dám đặt trên like. Em gái chị nó thấy chị mua nhiều quần áo quá, nó kêu nên chị cứ phải gọi cho em nhân viên cho em chốt đấy. Em gái sợ gì em gái. Ẻo chị sợ em gái á. Bộ này đúng kiểu giới hạn tuổi tác ấy. Đúng rồi, trẻ mặc được, trung tuổi mặc được. Cho nên là em thiên về những cái dòng này là ai cũng mặc được luôn ý. Còn em không nhặt những cái bộ mà nó dòng nó trẻ quá. Những cái dòng mà bộ crop top là em không lấy. Tại vì những cái dòng đấy thì hơi bị kén người mặc, hơi bị kén dáng. Còn những cái bộ này thì ai cũng mặc được, cao mặc được, thấp mặc được hết. Bộ này là bộ 080 mà mấy ngày hôm nay gọi là em điên đảo với cái mã này luôn. Nhất là cái màu đằng sau, cái màu mới ý. Năm mọi năm là không có cái màu xanh cổ vịt kia mà năm nay nó có, cho nên là khách hàng thiên những cái màu mới nhiều. Còn những cái màu này là đỏ, đỏ đen là tông màu truyền thống rồi ạ. Các chị gái lên cho em mã 080 nhá. 080 kèm số điện thoại ạ. Chị Lộc Phạm rồi ok. Giá không, bộ này vào buồn đang tăng giá, đang báo tăng giá đây này.
đang báo bên đầu buôn đang báo tăng giá như này, nhưng mà bây giờ đã chốt cho khách cái lô này rồi, cho nên là em không phải gọi là cuốn theo các chị thôi. Cái chị eo này làm rất là hay. Này, cái eo này làm như kiểu nó gọn, kiểu gọn đúng không? Bụng to là nhìn không bị lộ. Nhìn rất eo luôn. Đấy chứ ạ, bụng 080 đúng không ạ? Đẹp thế, con bé này mặc cái gì cũng đẹp. Trông như này chẳng ai bảo nó 58 cân nhỉ? Mặc cái bộ này lên nó gọn người dã man. Đấy, bạn ấy 58 cân nha, các chị có tin là bạn ấy 58 không? Em nghĩ nó tầm khoảng 50-51 cân thôi. Tại vì mặc cái bộ lên nó quá là gọn người. Đấy, các chị nhá, lên cho em là mã gì ạ? Bộ 080 mà kèm số điện thoại. Em đang có tông màu đằng sau là màu xanh cổ vịt. Đấy chứ ạ, quần toàn bộ hoàn toàn là quần đen hết. Nó còn tông màu xanh than mà chị hôm nay về thêm màu xanh than đấy. Xanh than ông trước hết hàng. Đấy chứ ạ, 080 cho em ạ. Áo hai dây mặc còn không nhỉ? Không còn đâu nhá. Hai dây mặc hết rồi. Thôi hôm nay lại chọn nguyên cái dây hai dây hết hàng của em mặc lên đấy nhỉ. Em hết mất rồi chị Quỳnh Trần ạ. À, áo len cổ 3 phân á. Chị Phạm Thị Kiều cho em xin lại số điện thoại với. 080 cho em ạ, 239.000. Em bảo rồi, bây giờ từ nay vào mùa nó chỉ có tăng giá thôi chứ không có giảm giá, tại bắt đầu ấy vào vụ thôi chứ không phải là cuối vụ. Mà hàng thì toàn bộ hàng chính phẩm. Toàn bộ của nó sẽ là hàng chính phẩm ạ. Các chị lên đơn hàng sẽ là bộ 080 ạ, 239.000. Được chưa ạ? Xanh than hiện tại hôm nay em mới về được thêm. Hết từ hôm đầu tiên. Được chưa ạ? Xanh than với màu xanh của vịt em hết từ hôm đầu tiên. Các chị này, đây màu xanh than cho em ạ. Mã này là mã 080 nhá. 080 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Bao nhiêu tiền nhỉ? 239.000. Đấy, màu xanh than cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng chất Umi. Cái chu của nó rất là chắc luôn, đằng sau nó sẽ có phần nâng mông nha các chị nhá. Đằng sau nó có thiết kế nâng mông luôn ạ, 080 ạ. Kèm theo màu số điện thoại ạ, đưa cho em những cái lỗ chip ngày hôm nay mới về thêm với. Cái chip chip 3 ấy. Đấy chị, Nguyễn Lanh ok em chúc đơn ạ, chị Phạm Thị Kiều có ạ, 239.000 đồng các chị yên tâm luôn ạ. Khách quen nhà em thì nói chung là nhiều chị không phải hỏi giá. Các chị cũng không phải hỏi về giá luôn. Tại vì biết lúc nào nhà em cũng bán rẻ. Các chị mua nhà em rẻ hơn thị trường, ít nhất bộ này phải tầm 100.000. Nghĩa là em nói là giá mà chênh lệch ít nhất luôn. Đó, tại vì chạy trên live stream thì lúc nào cũng phải báo giá khách hàng cái số lượng với lại cái giá gọi là lúc nào cũng là giá cả mềm nhất thị trường. Đấy chứ ạ, rẻ nhất thị trường. Nếu như em bán đắt thì chắc chắn khách hàng sẽ không vào nhà em mua, đúng không ạ? Em chỉ bán lấy số lượng thôi. Nhưng các chị yêu kỹ yên tâm nhá, bộ em mặc là 239.000 đồng ạ. Em đang có tông màu đỏ này, đây em tí em dơ bảng màu luôn. Màu vàng cho em ạ, tất cả của nó sẽ là theo cái viền của áo, cái sọc quần của nó sẽ là theo màu áo. Lên đơn hàng chỉ là bộ gì ạ? 080 màu vàng. 080 màu vàng kèm số điện thoại cho em ạ, 080 màu vàng. Ừ, chị màu vàng mặc cái màu đấy nhiều lại, khách hàng lại cứ gọi là ngày mai lại bão đơn. Ngày mai lại không có hàng chốt. Màu đen này. Để chạy chị yêu lấy màu đen, các chị lên đơn nhá. Năm nay nó mix màu đẹp lắm. Bộ kéo khóa chị lên 2 mẫu rồi, thiết mộc lan ơi. Chị Lê Quý Lự đặt mã nào với chị? Chị đặt mã nào đấy chị? 75 cân không có size vừa. Hiện tại mẫu đại em có size các chị từ 45, 42 cân đổ lên ạ. 42 cân đến 65 cân đổ về. 42 cân đến 65 cân đổ về. Các chị này màu đen cho em ạ, màu đen này. Đấy. Màu nào cũng đẹp đúng không ạ, tôn da. 080 màu xanh than hay lời chị Thanh Hoài rồi ok. Chị Huệ Long ok em chúc đơn ạ. À, hai bộ chị Triệu Dậu Dậu ok ạ. L mặc dễ hơn 120. Đúng rồi, bạn ấy mặc size XL đúng không? Mình chị đưa em size L đúng không? Đấy, cái mức cân thì cái tầm khoảng 54-55 cân đổ về là mặc size L được. Đấy chị ạ, 55 cân đến khoảng là 60 cân các chị mặc XL. 60 cân đến 65 cân các chị mặc 2XL. Mua mấy bộ rồi mà vẫn thích, mua vì chất đẹp quá em cảm ơn chị. Nói chung là em thiên về chất lượng. Đấy chị ạ, nhiều khi là cái mẫu nó đẹp nhưng mà chất nó không đẹp thì cũng vứt đi đúng không ạ? Mà chất đẹp thì mẫu mặc lên nó gọi là không ra gì thì cũng gọi là không ok. Khi là nếu mà để mà mẫu đẹp thì nó phải đẹp từ cái form lẫn cái chất liệu. Đấy, mặc lên form đẹp và chất liệu đẹp thì nó mới gọi là lên cây nó mới đẹp được. Đấy, cái những cái dòng này nó đẹp từ cái form đến cái chất liệu luôn. Mặc lên form đẹp, chất liệu cũng đẹp luôn. Đấy, 239.000 đồng ạ. Có bộ áo một màu không phối màu khác không em? Có mà chị, lúc nãy em lên rồi thấy chị Dung Tuấn rồi ok. Để chị ạ, chị Quang Trần ok luôn ạ. Bộ này các chị cứ comment cho là bộ 080 nhá. 080 và kèm theo số điện thoại cho em, màu xanh các chị này.
Để chị màu xanh cho em, mà chị nào chốt màu xanh các chị lên đơn nhá. Chị Thái Anh dép ở comment cho em là bộ 080 đi. Đừng comment là vàng 60 cân. Ngày mai như vậy em không biết là chị chọn mẫu nào đâu ạ. Đấy, nhà em phải đặt hàng theo đúng cái mã để máy tính mới lên đơn được. À, lên Phong có cổ chưa? Tí nữa chị lên nhé Xuân Ly ơi. Tí chị lên. Hồng có nhiều, còn nhiều màu hồng nhỉ? Để mặc thử xanh than nhá. Để chạm 40 cân tùy chiều cao của chị nữa. Còn áo gió màu xanh than không? Em có chị. Gió xanh than em còn. Em thử mặc bộ màu xanh than cho các chị yêu mình xem luôn. Xanh này không hề phải là xanh bà già. Không phải xanh bà già đâu. Xanh này là mặc lên sáng. Bình thường mọi người nên hay ngại mặc màu xanh lá. Trắng mà thì mình... Nhưng mà người nào mà đã trắng thì mặc lên lại càng đẹp. Ta là cái màu xanh đấy thì nó hơi đẹp. Nhìn cái này, những lúc để như thế này, nhìn kiểu đẹp đúng không? Đấy, đôi mắt eo luôn. Cảm giác như eo bé tí nhở. Không nhìn thấy eo luôn, không lộ bụng luôn. Để chạm không bị lộ bụng. Để chạm bụng không được không? Đây là màu xanh than đấy các anh. Màu xanh than cho em ạ. Để chạm 080 màu xanh than ạ. Màu nào cũng xinh. Màu nào cũng xinh ạ. Bộ có khóa, bộ có khóa em vừa lên xong rồi chị. Rồi bây giờ lên quần chip nhá. Đứng đấy. Cho các chị xem màu. Để chạm dơ màu đây. Cho 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 cái này ra cho em đấy. Màu nào đẹp đúng không ạ? Đây quần chip đây. Quần chip ngày hôm qua em lên mà đến chiều tối hôm nay hết sạch. Còn hàng này em đặt từ hôm qua hôm nay về à. Các chị này, cái lối chip với em phải form các chị dưới 60 cân nhá. Chip cao cấp cho em ạ. Ngày hôm nay em có thể tách các chị 5 chiếc một, cứ 5 chiếc một cho em. Để chạm cứ 5 cái một. Màu em mặc là bộ 080 màu xanh than chị ơi. Da không lóc lông gì em lên chị nhá. Có chị nào đã nhận được cái quần chip này như em chưa ạ? Để chạm bác nào nhận được quần chip này cho em xin một cái feedback với. Mặc có êm không ạ, có sướng không ạ? Mặc có sướng không các bác? Chip này các chị comment là chip 3 cho em với ạ. Chip 3 và kèm số điện thoại cho em form các chị dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân em lên đơn. Để chạm dưới 60 cân em lên đơn ạ. Một lố này sẽ có 10 cái. Bộ chị đang mặc là 239.000 đồng nhá em yêu ơi, Phương Cáp nhá. Đây ạ. Chip này thì em bán từ hôm qua rồi. Từ hôm qua nhưng mà hôm qua là hết đấy. Hôm qua nó còn sót đúng mấy chiếc. Và mã này em đang mặc là màu xanh than. Em mặc size L. Em mặc size L. Nói chung là các chị không cần hỏi về cân nặng của em. Quan trọng là ngày mai các chị có size vừa thôi. Tại vì không phải là form ai, form người nào cũng giống form người nào. Nó phải phụ thuộc vào cái cân nặng với chiều cao nữa. Chị Phượng Vũ có đơn hàng nhá. Chị Phạm Giang có đơn ạ. Đây các bác này. Quần chip ở một lố nhà em là 300.000 một lố. Chị nào đến 5 cái là 150.000 đồng. Em tặng các chị mình 5 chiếc. Để chạm 150.000 đồng 5 cái. Các chị comment là chip. Chip 3 đúng không? Chip 3 và kèm số điện thoại. Chị nào đã nhận được cái dòng quần chip này các chị cứ vào feedback cho em thoải mái. 100% là cốt tông. Để chạm mặc nó không bị lộ vân. Để chạm mặc không bị lộ viền. Đấy, cặp này là cặp to cho em các bác nhá. Cặp to cho em ạ, nâng mông cực kỳ luôn ạ. Lên đơn hàng là chip 3. 150.000 đồng 5 cái. Chị nào thích mua cả lỗ cũng được, mà chị nào thích mua 5 cái cũng được. Chị em không bán lẻ 1-2 chiếc. Tại vì cái này là đa số là em kèm đơn hàng cho khách hàng thôi. Để chạm đa số là em kèm đơn hàng cho khách thôi ạ. 150.000 đồng em tặng các chị nhà mình cứ 5 cái 1, 5 cái 1. Bình thường các chị mua 60.000 một cái ngoại thị trường. Để chạm 60.000 đồng một cái ngoại thị trường. Còn chị có mua 70-80.000 là chuyện bình thường luôn. Đó, tại các cái trang chạy quảng cáo ấy. Bộ đang mặc có size L, hàng này vừa về thêm đấy. Quên Đàm ơi, ngày hôm nay hết và chiều nay vừa về bù thêm cái bộ này này. Các màu kia vẫn còn nhưng mà riêng cái màu xanh cổ vịt, cái màu xanh than là hết hàng. Để chị Hoa Nguyễn có đơn nhá, chị Hoàng Huy có ạ. Lên đơn hàng cho là chip 3 cho em ạ, toàn màu đẹp thôi. Phòng các chị từ 40 cân đến 60 cân. Hai bộ ngày hôm nay miễn ship, đúng riêng buổi tối ngày hôm nay thôi. Thì chẳng ngày mai em không miễn ship, ngày hôm qua các chị vẫn mua phí ship bình thường. Chỉ đúng buổi tối ngày hôm nay đã, khách hàng nghe rõ giúp em nhá. Không ngày mai các chị lại đói cứ em ơi hôm nay chị mua là miễn ship nhé là không được đâu. Các chị ơi em chỉ bán đúng buổi tối ngày hôm nay miễn ship thôi. Ok chưa ạ? Các chị lên đơn hàng cho em cái này các chị này. Chip 3 cho em với. Dưới 60 cân ạ, mặc không sướng, không lấy tiền luôn. Em nói thật các chị này. Để chạm quần áo nói chung là áo phông hay cái gì đấy các chị có thể mặc rẻ được. Nhưng riêng quần chip các chị đừng mặc cái loại rẻ quá. Được chưa? Đừng mặc cái loại rẻ quá. Em nói thật luôn ý, thô nhưng thật. Nhiều khi là mình mặc cái loại quần chip vớ vẩn ấy. Chị nào không viêm phải viêm. Được chưa? Đấy.
Chị nào không viêm không viêm. Chủ yếu tích rồi nhưng lúc điện lại bảo hết hàng cụt cả hứng. Chị ơi biết làm thế nào được chị. Bán hàng hôm nay đủ size, ngày mai gọi điện khách hàng vẫn đủ size, ngày kia gọi điện vẫn đủ size, như thế thì chị là em bán hàng bị ế à chị. Bán hàng phải là hôm trước còn đủ size, đến hôm sau là nó không còn đủ size nữa thì gọi là nó đặt hàng. Để khách hàng mua nhiều chứ hôm nay về 10 bộ ngày mai vẫn còn 9 bộ thì buôn bán thế nào hả chị? Hả? Hạ sốt, hạ sốt. Ừ, kháng sinh này ấy, còn em vừa đưa cho anh ấy. Mua hạ sốt thôi. Nhỡ tí nó sốt. Đúng ạ. Ừ. Sáng nay sốt xịt xịt ra. Chị Nguyễn Liên cho em số điện thoại với. Chị Nguyễn Dung ok em chốt đơn ạ. Mua về đi muộn tiền nghiện nặng rồi. Rồi ok luôn. Rồi, Tuấn ơi, từ từ đã bỏ ra mặc áo gió nhá. Áo gió đi ạ. Đủ màu. Áo gió hiện tại thì bây giờ còn mẫu kẻ của chữ gì nữa nhỉ? R. Chữ R á? À? Ừ. Chữ R còn màu gì? Hình như là còn màu vàng. Màu đỏ, màu vàng, chỗ chị đấy em bỏ đây. Đâu? Đây á? Ôi cái màu đen ở trong góc ấy kìa. Đấy bác qua hết ở trong này xem còn cái gì cho các chị luôn. Tại vì là nó còn lẻ sai rồi. Rồi ok chị Nguyễn Huyền ạ, không tặng không màu vàng quần chích 3. Các bác đừng chốt một bộ em nói thật luôn. Mới đầu mùa thôi. Các bác cứ làm thêm ít nhất 2 bộ đi. Ngày hôm nay bị phí ship. Thế là các chị cứ gọi là được mua rẻ lại còn bị ship như này nữa. Nàng bộ nàng mặc bao nhiêu chị ơi? Bộ em mặc có 239.000 đồng thôi chị ạ. 239 là toàn bộ của nó là hàng hãng con nhá. Đấy GG này, hoa cúc này. Bây giờ lên cái màu vàng này, em còn sót cái mẫu này còn màu vàng này. Chị ạ, còn sót mẫu này màu vàng. Các chị lên đơn hàng cho em rồi. Chị Nguyễn Quyên rồi ok, em chốt đơn ạ. Chị Hoài Thương có, chị Phạm Mai rồi ok. Gió này các chị có mày là ca mấy, ca 5 à? Ca 5 mà kèm số điện thoại cho em. Đi kiếm quần sót. Quần sót. Quần đùi để mặc cái áo phông ấy cũng. Lấy chị tìm cho nó cái quần đùi đó. Đợi đấy tí nhá các chị ơi, đợi tí em lên áo phông với lại là phông cổ bẻ không cổ tròn luôn. Sao có bên này quần da này. Quần da chị nào thích màu vàng này các chị lên đơn này. Cặp cặp chu đi, chị ơi. Chị ạ, toàn bộ áo gió cao cấp cho em ạ. Hôm nay trúng giờ, cái này em còn nguyên màu vàng. Em còn nguyên màu vàng. Chị bảo đại gia rồi ok em chốt đơn ạ. Nó không trắng đi cho em. Cái gì cũng được, không hợp đi chẳng. Cái này có vẻ cuộc màu hồng nhỉ? Đây là cuộc sống của nó. Em nói thật với chị, cái gì mà có thể chuyển màu hồng được em được lấy màu hết. Thế mà mày vẫn chê, mày vẫn cứ bảo chị khách đồng bóng. Khách hôm nay có chị cái gì mà màu đỏ. Màu nâu. Quần da là có hết nha cô. Đây áo gió này màu vàng này, em còn sót nguyên một màu thôi. Các chị có mày là K5 giúp em rồi. K5 cái con này to hơn đúng không? Cái màu đỏ. Cái áo gió này này. Ờ, cái con này XL to với chị ạ. Thế là nó ăn cân. XL con này các chị phải tầm khoảng là 50 cân trở lên. 50 cân này. 50 cân đến tầm khoảng là 58 cân đổ về. Đấy chị ạ, 50 cân đến 58 cân đổ về đến chỗ đơn ạ. Chị Phương Đỗ có ạ. Chị ơi, bộ 080 là 239.000. Đấy chị ạ, bộ cổ tròn như em cứ đồng giá là 239. Còn bộ có khóa thì có một loại là 011 ý. Thì nó là lấy cái size to hơn đi đấy, đúng rồi. Size L ạ. K5 này em tặng luôn nha đúng không? Tại vì còn mấy chiếc màu vàng đúng không? Còn hai cái đỏ. Em tặng khách em hôm nay là 150.000. Đây là ngoài này mẹ nó ơi. 150.000 đồng. Các chị nhìn hàng này. Được chưa? Các chị mua giá thị trường bao nhiêu em bỏ em kệ nhá. Được chưa? Em chỉ biết là ngày hôm nay thì em chỉ còn đúng một màu vàng và em còn nguyên một size các chị tầm khoảng 58 cân đổ về. Được chưa? Đến size các chị tầm 58 cân đổ về em lên đơn, các chị comment cho là K5. Được chưa? K5 và kèm số điện thoại cho em ạ. 150.000 đồng một áo. Ok chị ạ, hôm trước em đang bán là 200.000 nhá. Bây giờ em tặng luôn khách hàng là 150.000 thì em còn sót khoảng là 5 6 cái thôi. 5 6 cái em còn nguyên màu vàng. Ơ chị Thảo ơi, em bảo nó bị lên màu các chị gửi lại mà. Nhưng mà cái mũ kẻ này không bị này chị này. Cái loại này thì không sao, tại vì mũ kẻ nó là mũ trắng. Để chị ạ, mũ kẻ trắng cho em ạ, không vấn đề. Em lúc nào em cũng bảo trên like các chị mà. Nhưng vấn đề vì lỗi lầm về hàng hóa, các chị gửi lại em đổi lại bình thường. Đó, em không bị ship cơ, à không mất ship cơ ạ.
Chị Thúy Vân Trương Thị có ạ, bộ 080 bao nhiêu với em chữa bộ 080 là 239.000 đồng các chị đẹp ơi. 239.000 ạ. Chị Nguyễn Nam Khánh có đơn ạ. Để chị ạ, K5 cho em chỉ còn màu vàng các bác nhá. Tặng nốt khách em 150. Để chị ạ, em tặng luôn khách em là 150.000 ạ. Các chị nhìn cho em này, 58 cân đổ về và các chị trên 50 cân đổ lên, màu vàng bên ngoài nó sẽ là đậm hơn trên like. Chị ơi, chị Hoàn Trần ơi, sao chị không hiểu em vậy? K4 thì nó còn hai màu. Và toàn những cái màu gọi là màu đẹp, màu xịn như thế. Còn màu vàng đa số là khách hàng là không có đấy. Là nói chung là nó khó tả cực kỳ luôn ấy. Hàng là hàng hóa hiện tại bây giờ em còn cái mẫu này em còn ít. Thì em bán rẻ nốt chứ đừng so sánh với lại cái giá của cái bộ trước, cái áo trước. Hồi hôm em bán 200.000 chẳng so sánh. Hôm nay bán 150 so sánh làm gì? Chị ạ, à, em còn có 5-6 cái, ngày mai chị được chị không đấy. Ngày mai chị nào nhanh tay thì được thôi, còn chị nào thì chậm tay thì hết. Làm gì còn đâu chị, hàng này xích sắc 400.000 mà chị ơi. Bây giờ em tặng nốt có 150 xả lỗ. Để chị ạ, à, các chị nhìn hàng Quảng Châu chứ không phải hàng Việt Nam chị nhá. Không phải hàng áo gió, hàng Việt Nam, mũ tháo rời ra được cho em ạ, mũ kẻ. Màu đen. Chị Phùng Viên rồi, ok ạ, dạ. K5 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại. Em bán gọi là cho nó cắt mẫu luôn đấy. Nếu mà về hàng thì giá nó đủ màu đủ size, giá nó sẽ là giá khác và chị ạ, chứ không có giá này đâu ạ. 150.000 là em không được lời lãi một đồng nào mà em còn bị lỗ đấy. Đúng mà cái này. Em bị lỗ đấy ạ. Gió hoa đây cúc ạ. Tất cả của mặt này nhá. Gió hoa cúc đây. Từ L đến 2X. Các chị nhìn này. Kiểm tra rồi. Được chưa ạ? K6 cho em với ạ, toàn bộ hàng gió theo. Em nhập xỉ đã 280 rồi chị này. Các chị có tin không ạ? Cuối năm ngoái nhập xỉ 280. Con chó nó phét. Em thề luôn ạ, con chó nó điêu. Cuối vụ năm ngoái gần Tết ý, giá buôn vẫn là 280. Thị trường bán bên ngoài là tầm 320, 350 là chuyện bình thường. Được chưa ạ? Đấy là giá rẻ nhá. Còn chỗ khác vẫn bán 380, 400.000. Em bảo rồi ạ, con chó nó điêu. Các chị này comment cho là ca mấy đấy ạ? K6. K6 cho em với. Từ size gì? Có cả hay cả? Có. Làm gì có hay? Có mấy con. Có mấy con hay thôi, nói làm gì? Nhìn bên chốt thì 65 cân. Tầm khoảng là 63 cân đổ về. 63. Được chưa ạ? 63 cân đổ về. Các chị nhìn áo này. Được chưa ạ? Cầm nó dày dặn, nó đanh chất luôn. Như là form này nó nhỏ hơn đấy. Form nhỏ hơn. Size 1X các chị tầm khoảng 56 cân, 57 cân đổ về. Và 2L các chị tầm 62, 63 cân đổ về thôi. XL thì 56, 57 cân thôi. XL tầm 56, 57 cân thôi ạ. Mọi người mặc cái áo dày bên trong. Đấy, các chị nhá. Các chị lên hàng cho em là mã gì ạ? K6 cho em với. Quá chất luôn. Từ chị ạ, hàng gió theo. Hàng gió theo cho em ạ. 199.000. Được chưa ạ? 199.000 đồng cho em một con gió của nó. Hàng gọi là chất lừ luôn. Các chị, chất gió nó không phải là cái hàng gió kiểu gió phao đâu chị ạ. Cái hàng gió này kiểu chất nó co giãn, nó sột soạt, nó đẹp. À không phải cái hàng sột soạt. Đấy chị ạ, chất nó co giãn ạ, mặc thích cực kỳ luôn ạ. Phong các chị 63 cân đổ về nhá. Má này em vẫn đủ size. Đấy, K6 cho em 1XL với 2XL. Các chị tầm khoảng là 40 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn. K6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tất cả của nó là hình hoa theo nhá. Không có một đường may lỗi luôn ý. Không một vết chỉ thừa. 42 cân có vừa, cái form này là form nhỏ đấy chị ạ. 40 cân đổ lên ạ, đến tầm 63 cân đổ về em chốt đơn. Hai size ạ. Hai size là 1XL với 2XL ạ. Để chạm 199.000 đồng. Em bảo rồi, chỗ nào bán rẻ em xin phép em cho các chị giả là em. Được không ạ? Em nói luôn ạ, trong cái vụ cuối vụ của năm ngoái ấy, năm nay vẫn đang chạy mã này. Được chưa ạ? Năm nay vẫn đang chạy những cái mã áo gió này. 080 là 239 chị Phương Mạnh ơi, em trả lời chị lần thứ 3 rồi chị ạ. Chị Ngô Huyền rồi ạ. Màu đen K6 58 cân dồn đơn ok. Chị Ánh Lê rồi ok ạ. Hàng gió đầu mùa chị ạ. 199.000. 199.000 đồng. K6 đấy các chị này. Được chưa ạ? Không có một cái đường may lỗi luôn ý các bác nhá. Được chưa ạ? Cái hình theo các chị nhìn cho em hình theo này. Nó không phải là gió mà hình hoa in hay hình hoa gọi là dính vào đâu. Mã này có lót không? Chị ơi, chị thích mã có lót lông em lên luôn. Chị ơi, cái mã có lót lông thì mình còn áo gió lót lông đi.
gió lót lông rồi là áo da lót lông ngày hôm nay cũng gọi là xả sập sàn luôn ạ. Gió này chất đẹp lắm, cảm ơn chị. Chị ơi, hàng này hàng đắt mà. Chị thấy không? Con này chất là hàng hãng gì? Các chị đi ra shop mua, các chị mua 450-500 nghìn là chuyện bình thường. Để chợ các chị mua 450-500 nghìn. Còn bọn em mặt trên livestream thì bọn em nếu mà so với cái giá mà vụ trước ấy, cuối vụ ấy, thì bọn em bán tầm khoảng là 320-350. Đấy, bán trên live tầm khoảng 320. Tặng khách ngày hôm nay có bao nhiêu? 199 nghìn. Màu đỏ như là còn có 1-2 chiếc thôi. Còn đa số là màu đen nha các chị nhá. Đa số màu đen. Ê, bây giờ lên áo phông luôn nhá. Áo phông luôn. Chị chuột nó gặm hết vỏ của mỗi hộp không ăn ạ. Đau chuột. Chuột mất nét. Chuột sợ, mấy con chuột mất nét. Rồi ạ, K6 em bỏ qua nhá. Tại vì nó còn ít lắm các bạn ơi. Em lên cái mã K7 luôn đi. K7 là áo phông. Các chị này, K7 là áo phông cho em ạ. Toàn bộ của nó hàng chất lượng, các bạn nhìn cho em nhá. Được chưa? Những cái dòng của lớp top hiện tại là hôm trước thì các bác hỏi em là em ơi cái áo như thế còn không ấy, em bảo là hết sạch rồi, mã này là mã mới về. Các chị lên đơn hàng chỉ là K7 cho em với hai size đúng không, hai size ML. Các chị 40-60 cân nhá. Để chị ạ, Lan Anh 58 cân đúng không, thế chốt đến 60 cân, đến 60 cân đổ về ạ. 40 cân đến 60 cân ạ. Màu này là màu hồng cho em nhá, hồng này là hồng vỏ đỗ này. Màu nâu là các chị này. Để chị ạ, màu nâu, màu trắng, màu đen, màu vàng. Tổng là có 5 màu đúng không? Hồng hết L có 5 màu. Cái gì? Màu hồng hết L. Hồng hết L á? Đấy. Mẫu này K7 cho em với ạ. Chị xem một em cái áo bộ vest hôm nay về nó có những cái size gì đấy. Cái vest, một cái cọc vest hôm nay về. Không có thì chị em cái quê ơi. Bộ vest hay vest gì? Bộ vest hay bộ vest hay? Cái gì ngoài chỗ áo tất ca. Các chị lên mã này cho em là gì ạ? SM đấy, nghe nó. K7 đúng không? Không phải. Toàn bộ của nó hàng cao cấp này, áo phông này. Đây chị ạ, giá này là giá áo crop top cho em nhé. Giá crop top cho em ạ, 40 cân đến 60 cân. Cứ từ 40 cân đến 60 cân lên đơn ạ. Con này là xem là bao nhiêu tiền nhỉ? $135.000 một áo. Ok chị ạ, $135.000. Em bảo thật rồi, toàn hàng đẹp mà giá gọi là giá chất như nước cất luôn. Em lấy mặc chất mắt lạnh luôn. Chất mắt lạnh chị ơi, hàng này hàng cốt tông của là cốt tông lạnh. Đấy chứ ạ, cốt tông lạnh và đằng trước của nó đính đá vâng nhá. Đằng trước đính đá cho em ạ, dòng cao cấp ạ. Đằng trước ở trong vụ của nó 200.000 em bán. Trong vụ là hàng 200.000. Ngày hôm nay xin phép các chị em tặng các chị hàng yêu là 135.000 đồng. Quần em mặc em không có hàng chị ơi, hết hàng rồi ạ. Áo các chị lên đâu nào chứ là mã gì ạ? K7 cho em với ạ. K7 chọn màu, chọn size vừa. Em có hai size là size M với size L. Em có hai size là size M với size L. Các chị yêu nhìn áo cho em này. Đó, các chị nhá. Dưới 60 cân ạ, cứ dưới 60 cân em chốt đơn. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. K7 lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa? Chị nào thấp thấp là các chị hay mặc những cái dáng này. Mà chị nào kiểu là thích dáng ngắn ngắn ấy. Nó không phải ngắn quá, cái dòng này tốt vừa cho em nhá. Dòng tốt vừa cho em ạ. Túi da hiện tại chưa về hàng chị ơi. Màu nâu này hết size rồi, size bé ạ. K7 màu nâu nhá các chị nhá, màu nâu. Màu nâu này còn size gì? Em săn được sale ạ. Em săn được sale với có giá này chị ạ. Chứ còn bình thường các chị ơi, giá xỉ nó còn cao hơn giá em bán lẻ cho các chị cơ. 135.000 này. Thiếu có áo thì không có quần. À ừ, cô ấy bù cho mình cái size của áo vest mặc nguyên áo ấy. Màu nâu các bác ơi. Màu nâu cho em với, màu nâu các chị này. Vàng rồi ok. Hồng bỏ đỗ xay màu, cây chị tạ lịch ạ. Bộ người ta màu than cổ tròn của nó sẽ là 239.000 đồng chị ơi. 239.000 đồng, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu trắng các chị này. Màu đen ạ. Thoải mái các chị dưới 60 cân nhá, em có hai size ML.
Các chị yêu mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Để cái gì nhỉ? Áo gió lót lông á. Còn bằng kia à? Rồi, này đấy. Bây giờ chị bốc cho em cái áo da lót lông ấy. Gọi là cho bay màu đi. 82, 87, 82, 35. Ừ đúng rồi, hai mã đấy. Trong giờ mai thì không. Chị cứ lên đi nha. Nhưng mà không biết là nó còn đủ size không. Đúng rồi, chính xác. Được chưa? Thế thì đưa cho em mẫu ấy chị ạ. Đưa mẫu loại sản. Đẹp nhờ. Tao có siêu phẩm. Cái này sẽ ép cho mình mặc đẹp. Ôi trời ơi, khổ cho tôi. Làm anh chắc có phải mặc size L. Lên bộ vest á, từ từ em đang soạn mẫu đã chị ơi. Để chạm màu đen cho em ạ, màu đen cho em này. Thôi. Đây bộ vest, em bình tĩnh. Chị ơi em đang soạn mẫu đã. Chị tập cám. Đợi siêu phẩm. Đợi siêu phẩm đã. Chị ơi đừng phát like vội nha. Chưa xả like cho em với ạ. À, chị Nguyễn Huyền rồi ok ạ. Chị tấm cám ok luôn ạ. Chị Miêu Nguyễn à. Miêu Nguyễn rồi ok. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng cút tông lạnh. Mặc cái người nó mắt rượi luôn rồi. Mặc cái form ở trong nó rất là trẻ trung luôn nhá. Bọn em mặc là màu hồng vỏ đỗ ạ. Bên ngoài của nó hồng vỏ đỗ. Đấy. Mã này em sẽ có tất cả là 5 màu. 5 màu ạ. Đây các bác cái áo da. Áo da thì áo của da được xong. Áo da này da lót lông nhé các chị nhá. Áo da lót lông hôm nay em xin phép là em tặng luôn. Còn ít lắm. Còn có vài cái thôi. Không, chưa cụ XL. Cụ nên phải mặc XL. Còn da lót lông XL không? Da lót lông không cần mặc đâu, để chị mặc không? XL còn. Các chị ơi áo da lót lông cho em. Các chị ơi các chị mua những cái áo da lót lông này ở thị trường các chị đang mua bao nhiêu tiền ạ? Em hỏi thật, thị trường đang bán cho các chị bao nhiêu tiền? Này, cái quần này sẽ hết rộng hơn cái quần của mình nhé, không sợ nhé. Các chị gái lên đơn hàng chứ là mặc áo da này là 8277 nhé các chị nhé, đúng không? Đúng rồi, 8277 lên đơn hàng cho em với ạ. Áo da lót lông, hàng siêu cấp cho em ạ. Em đang có sang các chị đến tầm khoảng 57 cân đổ về. 40 cân đến 57 cân ạ, chị ơi. 40 cân đến 57 cân đổ về. Mẫu em đang mặc nó là sẽ là tông màu nâu. Để chạy màu nâu cho em này. Paka nhá, chuẩn bị một bã paka đi. Cho khách hàng một bã paka đi. Tháng đầu tháng 9 hôm nay sẽ có một đợt rất đậm. Chị Ánh Lê ơi, em không biết được tại vì là nếu mà gọi chốt đơn thì chỉ là gửi hàng rồi chị nhá. Chị Minh Lai có, chị Phạm Huyền Như có đơn ạ. Có lên quần công sở không? Có chị ỉ, từ từ đã. Chị Trần Phương có nhá. Đây các bác này. Các chị thích hôm nay bán cho các chị bao nhiêu tiền ạ? Nhưng mà đừng nói giá rẻ quá nhá. Thề luôn các chị đừng nói giá rẻ quá. Làm em sốc quá là em không đứng ở đây bán hàng đâu ạ. Bán lẻ 8235 ạ. Chống đường lại. Mã này Bình Dương chưa ship được ạ. Đặt hàng em khó quá. Sao đặt khó chị cứ lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Gọi điện các chị nghe máy giúp em với là ok. Chứ có gì là khó đâu chị. 8277. Bao nhiêu tiền? Con này trong bán không có dưới 500. Trong vụ của nó làm gì? Mấy biết chị nhập vào bao nhiêu tiền đâu mà không có dưới 500. Nhập đấy. Nó kiểu người trong ngành đấy. Trong ngành. Trong ngành mới dã man chứ. Trong vụ nhập vào 480 thì nó bảo chưa không dưới 500.000. Nó không dưới 500 nhỉ phải. Được. Thế là vào đông bắc cao. Ngày hôm nay em tặng các bác nha. 300. Nghe giá đổ bà nha các bác nhá. Đừng. Đừng. Tròn số thôi. Em sốc đấy. Đợi đợi ở đây. 370. Chị nói giá 200 rồi em đánh chị luôn đấy. Chị Lý Thiên ạ, chị mà nói giá 200 em đánh chị luôn đấy. Chị biết là em lỗ bao nhiêu tiền không? Em đang đi vay lãi ngày đấy này. Chị bảo giá 200 là ngày mai chị thấy em gọi là bay màu đấy. Người ta đến nhà em, người ta bốc bắt họ đấy. Ôi 300 rồi, cứ đợi mãi chứ. 300.
49.000. Được không ạ? 349.000 đồng. Em thề luôn ạ, em lỗ. Em lỗ. Chị nào nhanh tay được ạ? Em còn tầm đến bao nhiêu cái chị? Tất cả màu lộn xộn chắc được khoảng tầm 15 cái. 10-15 cái lộn xộn đúng không? Được chưa? Các chị ơi, em có size MLXL nhá. Em mặc ở tông màu nâu. Được chưa? Màu này các chị gọi là cho em tông màu vàng mơ như Diêu nhá. Cái lông ở cổ áo các chị tháo rồi được ra cho em ạ. Tháo rồi được ra cho em ạ. Được chưa? 349.000 đồng ạ. Chị nào ngày hôm nay nhanh tay được. Đó, em bảo rồi, các chị yêu nhìn cho em ạ. Toàn bộ. À ừ nhở. 349 rồi, nuôi xấu quá nhở. 348.000. 348.000 đồng. Được chưa? Được chưa các chị? Tôi không thích số 49 à? Thế thì 48 đi. Được chưa? 348.000 đồng một áo. Các chị lên đơn nào chứ là 8277 ạ. 8277 lên đơn và kèm số điện thoại. Được chưa? Màu các chị này. Được chưa? Màu vàng. Các chị ơi comment là 8277 nhá. Comment đúng cái mã hàng của nó giúp em với ạ. 8277 màu vàng mơ này. Màu nâu các chị này và màu đen. Hàng lót lông cho em với ạ. Vừa đẹp vừa thời trang vừa ấm. Đợi em tí lên Paka. Đợi em một chút nha các bác nhá. Lên đơn hàng chưa là 8277 và kèm số điện thoại. Chị ơi đừng nói như thế. Em buồn lắm chị ạ. À. Em bán 349 các chị biết em lỗ sắp hết cả mồm rồi. Đừng nói số 300-200 với em giờ này nữa chị ạ. À. Các chị biết là dịch Covid này đơn hàng em bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Đấy, hàng đến nơi xong là trong khi chốt đơn khách hàng vẫn là ok bình thường. Xong là hàng đang trên đường đi, chị gọi điện bảo em ơi chỗ chị đang bị gọi là phong tỏa rồi. Thì đơn hàng lại hoàn về. Mất bao nhiêu tiền cước. Mà áo da nó nặng như chị, nó có nhẹ đâu. Nó có nhẹ đâu ạ. À? Đấy, em còn ít thì em bán nốt giá này. Giá túi chéo có, Huyền Bình ơi. Đợi cho em xin một mã túi chéo với. Cái gì nhé em cũng có. Rẻ quá, chị ơi chị biết hàng này được chụp ở trong vụ người ta bán 650. 650. Hôm nay các chị mua rẻ muốn đổ tiền luôn ạ. Vào vụ năm nay vẫn chạy những cái áo da này. Nhưng mà thôi ạ, em đang hết tiền. Thì chị ạ, em đang hết tiền. Em đang cần tiền trả nợ. Đây, em bán ván này nốt nhá. Đây là màu vàng mơ cho em ạ. Màu vàng mơ là kiểu cái màu vàng của quả mơ ấy. Mơ chín ý, màu đẹp lắm. 8277 lên đơn cho em với. Em tặng khách nhà em ngày hôm nay là 349.000 đồng. Được chưa? 349.000 là áo tối em lên rồi. Túi chéo có, 8277 túi chéo có, đưa cho em mã to 27 nhá. Đây, mã là mẫu 8277 ạ, 8335. Em nhầm. Mồm bây giờ bắt đầu nhịu, cứ bán rẻ nói nhịu. Thế với ác chứ lại. Được chưa? Em bán giá được lãi thì em không nói nhịu mà cứ bán rẻ là em lại gọi là nhíu hết cả mồm. Đấy. Còn các chị tầm khoảng 56-57 cân đổ về. Các chị 40 cân đổ lên ạ. Quần em mặc không có bán hết hàng. Chị ơi còn đúng một chiếc là em để mặc mồi đấy chị ạ. Em để mặc mẫu thôi. Để mấy hôm nữa là em săn được các chị được cái lô nào gọi là giá nó mềm mềm một chút thì em sẽ lên luôn nhá. Chị Thu Lê có đơn ạ. Chị ơi không có 2X, nó chỉ có MLXL thôi chị Thu Lê nhá. Đây các bác này. Lên đơn hàng chuyên là 8277 và kèm theo số điện thoại cho em. 349.000. Màu đen thì còn ít, màu đen thì hình như là còn sót có 2-3 chiếc. Màu đen còn sót 2-3 chiếc thôi ạ. Đây là các chị này, 60 cân thì không vừa. Chị nào không thích cái cổ lông các chị tháo ra được cho em nhá. Không thích cổ lông tháo ra được ạ. Quần đang mặc không có bán em ơi. Rồi em qua mẫu các chị này, tại vì nó còn ít và giá này thì em bán thực sự các bác là em tặng cái giá này giá tặng thôi, giá lỗ vốn nhỉ, giá lỗ vốn. Rồi cho em xin cái mã này kia đấy. Đấy. Bán rẻ phát đi cả giấy trái, sỏ cả giấy trái mà đi này. Nói thì nhịu là mình. Đấy, nói thì nói nhịu. Thôi, thôi rồi. 56-57 cân chị ạ, Vũ Huyền nhá. Phải em rồi ạ, các chị comment đúng mã hàng chứ là 8277 giúp em với ạ. 8277 và kẹp số điện thoại cho em. Da lót lông, da của nó da lì. Con này nhá. Chị ạ, da của nó da lì ạ. Mặc cái màu vàng như cho nó nổi cái quần đen nào. Cái bốt đầu à? Đưa cho nó bốt. Bốt đeo cuốn. Bốt đeo vào. Bốt cổ ngang, cổ thấp, cổ cao cho em, của em đâu. Ờ, của nó đeo cổ cao này. Xe phát nào. Cho nó đeo cổ cao như tí. Đây, mã này của nó là túi chéo đây. Chị nào hỏi túi chéo thì có túi chéo luôn. Chị nào thích túi chéo em có túi chéo. Lên cho em mã này là mã gì ạ? 8235. 8235 lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em mã này.
Để chạm 8235 cách số điện thoại cho em ạ. Áo da em mặc size gì vậy? Em mặc size L chứ em 54 cân nhá. Em 54 cân em mặc size L. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? 8235 đi. Mã này còn ít luôn. Mã này sự các bác của em còn rất là ít thôi ạ. MLXL 3 size. Các chị cứ từ 40 đến 57 cân em chốt đơn ạ. 40 cân 57 cân. Các bác ơi cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Cho em xin một lượt chia sẻ với. Các chị này, túi chéo. Được chưa ạ? Lên đơn hàng chưa là mã 8235 và kèm theo số điện thoại ạ. Màu vàng mơ nhá. 349.000 đồng luôn ngày hôm nay đi. Được chưa ạ? Em tặng chị cũng ngày hôm nay là 349.000 đồng. Có bây là 8235 giúp em với. 8235 MLXL đủ size. Hàng em sale nhưng vẫn đủ size các bác nhá. Hàng sale, hàng xả nhưng vẫn đủ size số. 3 size là MLXL. Các chị lên đơn hàng chưa là 8235. Túi này túi chéo các bác này. Đối là giọng túi chéo cho em, da của nó da lì, giặt máy thoải mái không nổ. Được chưa, giặt máy thoải mái không nổ. Chị nào nhanh thì được thôi, tại lãng này thì em không còn số lượng đâu. Em không còn số lượng nhiều đâu ạ. Được chưa, khách hàng đi nhập buôn, nhập xỉ không được giá này đâu các chị nhá. Em tặng các chị có 349.000 đồng ạ. Em đã có một con này sao nay sale, nay sao rẻ thế. Em bảo rồi, em bán theo cái kiểu mà tính kiểu đồng bóng ấy. Thích thì bán, ngày mai có thể là không bán nữa. Đấy. Hôm nay thích thì bán. À, bỏ thử cái lông này ra xem nào. Đây nha, em mặc em bỏ thử cho các chị xem cái lông áo này ra nhá. Thích thì tháo ra, lúc mà các chị giặt thì các chị tháo ra. Đấy chưa? Mẫu này các chị có là 8235 giúp em với. Em tặng khách cho các chị làm 349.000 một áo ạ. 349. Không còn nhiều đâu, chuyến sau nếu mà vào trong vụ thì em không nhập được giá này đâu ạ. Không vừa chị ơi, 60 cân mét 55 sao vừa được. Chị Phạm Thị Hòa có, chị Phạm Giang rồi, ok em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng thì là mã hàng kèm theo số điện thoại. Được chưa ạ, nốt mã này em nhanh tay em ăn nhé. Tại vì là cái số lượng nó không còn nhiều ấy. Lên màu nâu cho em. Chị nào thích nâu thì lên nâu, đem thử tháo các chị xem cái lông cổ áo các chị này. Vừa đẹp vừa thời trang mà giá còn rẻ hơn một cái áo mà không lót lông ấy. Bình thường năm ngoái lót lông của nó là 450 rồi. Đấy là nhà em bán 450, còn thị trường nó bán các chị 500.000 là chuyện bình thường. Đấy là cái hàng là gió không à, quên áo da không lót lông ấy. Còn lót lông các chị mua hơn 600. Đây ạ, à, chị nào không thích cái lông cổ áo ấy, các chị tháo ra cho em ạ. 8235 cho em, chị Mỹ Tu có, chị Nguyễn Hằng rồi ok. Nhưng mà phụ thuộc các chị về cân nặng và chiều cao nữa. Đây là màu vàng mơ cho em này. Da của nó da lì nhé các bác nhá. Da lì cho em ạ, bên màu đen. 60 cân thì không thể nào bon chen được rồi chị ạ. Em mặc size L đấy, em 54 cân mà chị. Em mặc size L đấy ạ. Tất cả áo đấy em mặc size L. Áo này trong hết hàng thì chị ơi, chị trang hồ rồi, mã 8277. Các chị lên nhanh tay mã 8235 nhá. Con này còn tầm chục cái thôi. Còn tầm chục cái. Các chị thích lông về các chị lắp lông cổ áo cho em. Cần gì mặc màu đen là có còn hàng đâu. Có còn hàng mấy đâu, màu đen gần như hết rồi chị ạ. Có thể chỉ còn 2-3 chiếc. 8235 chị ơi, mã này là 8235 nhá, 8277 là mã trước. Mã trước em lên là 8277. Chị trang hồ rồi, ok. Đây các chị này, đây là mã 8235 cho em màu đen. Đây ạ, 8235 màu đen này. Những màu đen là màu truyền thống rồi. Đen tông màu truyền thống vậy ạ. Chị Hà Cảnh rồi. Áo chị mặc là 349.000 đồng hôm nay xả. Hôm nay xả 349. Em qua mẫu nhé các chị nhá. Tại vì là rất là nhiều mẫu đấy ạ. Rất là nhiều mẫu. Chứ không phải như em có một vài mẫu em lên like đâu. Một buổi like thì như em đến hàng trăm mẫu luôn. Rồi em ơi, em mặc paca đi. Em mặc paca đi, lên luôn. Chị đang hỏi mã 815 à? 815. Ừ, 815 đúng không? Màu đen đâu rồi? Nào, bác ca luôn. Đưa các chị đi spa. Lúc nãy làm cho các chị đi đâu rồi? Là đi Mai Châu gần Sapa. Không, phải lên Phan Xi Păng. Lúc nãy là mặc đồ cộc là cho các chị đi biển. Dubai. Không phải. Bây giờ là mặc
mặc parka xong rồi bây giờ là các chị em mình đi Sapa. Cái này còn đủ size nhá. Đủ size. Rồi ok chị Vương Huyền. Các chị này, một con parka cho em ạ. Lót lông các bác nhá. Mã hàng cho là 815 ạ, 815 và cách số điện thoại cho em. Và hôm các chị ơi, nó tầm khoảng 1 tháng nữa là bắt đầu rét rồi ạ. 1 tháng bắt đầu là có không khí lạnh rồi. Các chị làm cho em con áo này các chị này. Để cho em có tông màu đen và tông màu nâu các bác nhá. Đen với nâu hai màu cho em ạ. Các chị hôm nay là parka là mã 815. Toàn bộ của nó dòng cao cấp, chị Hương cho em một cọc đây với chị. Cho các chị xem ạ, hàng em nó khác hẳn ngoại trường. Từ cái tác mác của nó đến cái túi, từ chạm từ mác đến túi ạ, từ cái chất liệu đến form dáng, bên trong của nó sẽ là lót lông nha các chị nhá. Bên trong lót lông. Rồi chị Hương Bùi có ạ, chị Huyền Bình rồi ok, chị Trần Hoài rồi ok, chốt đơn ạ. Mã này các chị yêu ạ, mã này còn tầm khoảng 20 cái đúng không? Không còn gì ạ. 20 cái. Nó vừa qua mẫu rồi. Nếu mà bình thường ý, con này nó phải tầm bán tầm khoảng hơn 500 đúng không? Đấy là rẻ nhất. Hơn 500 nghìn là rẻ nhất luôn. Em tặng khách hàng nghe là 399 nghìn. Được chưa ạ? 399 nghìn đồng ạ. Các chị lên đơn hàng là 815 và kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Áo parka lót lông nhá. Chất bên ngoài của nó chất kaki ướt. Được chưa ạ? Bên ngoài là kaki ướt, bên trong nó lót lông cho em ạ. Nó lông, cái lông áo của nó cực kỳ là mềm nhé. Không phải là cái loại mà chất nó khô, nó cứng như lòng thị trường đang bán đâu ạ. Mà giá hôm nay gọi là siêu rẻ. Được chưa, các chị nhìn hàng này, toàn bộ của nó là hàng đặt cho các bác nhé, chứ không phải là cái dòng mà hàng loại 2, loại 3 thị trường đang bán đâu. Các chị lên đơn hàng cho là mã gì ạ? 815 đúng không? 815 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng khách em là 399 nghìn. Tháo được ra chứ chị, đều tháo được ra cho em ạ. Tháo được lông mũ, chị ơi, tháo được lông mũ. Còn loại thị trường là loại, nếu mà cái loại một mác là loại khác, với lòng túi trong là loại khác, không giống với nhà em. Để cho em đã tham khảo thị trường rồi. Đấy, có một chị là chị bảo là em ơi sao em bán giá cao, ngoài thị trường bán có 300 mấy. Mà hôm em về hàng đầu tiên là hàng 46 ấy. Để cho hàng hôm đầu tiên về là hàng 46. Đây các bác nhìn cho em này. Nói chung là bây giờ các chị cứ phải là nhận hàng, các chị xem cái chất ý. Chị nào đã nhận được hàng áo parka nhà em rồi cứ cho em xin phản hồi với. Để cho cứ cho em xin một cái phản hồi với. Các chị lên đơn hàng cho là 815. Thứ nhất ý, thị trường áo màu nâu như cái lông của nó, thứ nhất là màu trắng là một này, hoặc là cái hàng mà bên ngoài của nó sẽ là dòng lót phao, chứ không phải là lót kaki mà chất kaki ướt như bên ngoài nhé em này, các chị yêu nhá. Để cho khách hàng thông thái nhớ phân biệt cho em với. Để cho có thể là mẫu mã nó nhìn trên line nó y như nhau, nhưng mà cái chất lượng của nó không thể nào giống nhau được. Mạng cứ nháy thế á, tự dưng bị tụt view này. Gần 400 người rồi xuống có 200 mấy này. Chị Trần Ngọc Thuận có ạ, chị Phạm Hòa có đơn ạ, chị Nguyễn Thị Nga rồi ok. Mã này 815 các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ. Và nhất là chị nào người thấp ấy, các chị mặc cái dáng này nó không bị là thấp quá đúng không ạ? Đấy, đằng sau còn hơi đuôi tôm. Mặc màu nâu lên thì nhìn nó sẽ rõ hơn đúng không ạ? Nhìn sẽ rõ hơn là màu đen. Màu đen nó là cái màu truyền thống, mà chị nào thích cái tông màu tây tây các chị mặc màu nâu cho em ạ. Rút eo, các chị nào eo to hay nhỏ các chị chỉnh thoải mái ạ. Không, các chị từ 65 cân đổ về nhá. Đấy chứ ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về là nhà em có size vừa. Cứ từ 45 cân đến 65 cân cho em ạ. Chị Nguyễn Nguyệt rồi ok luôn ạ. 815 lên đơn hàng cho em với. Giá này có dài hơn một tí là có mã khác chị ơi. Chị Hồng Thê có, chị Luyến Trần rồi ok. Cho em một mã nào nó giá nó dài dài hơn một tí chị nhỉ. Mã này có đủ size không? Không, bây giờ hiện tại thì nhà em có một có mẫu lẻ size, có mẫu thì đủ size. Chị cứ comment không có mẫu nữa. Thì bây giờ các chị cứ đặt cho em tầm 2-3 mẫu đi. Đấy chứ ạ, cứ tầm 2-3 mẫu đi ạ. Mình không có mã này vừa, có size vừa thì mình lấy mã khác. Đấy, các chị cứ lên đơn hàng cho là mã 815 giúp em nhá. Chưa năm nào áo parka nó rẻ như năm nay em, thật sự các chị thế. Như mọi năm áo parka này nhập vào toàn hơn 500 thôi. Đấy chứ ạ, rẻ nhất là nhập vào hơn 500. Còn cái loại mà đấy là loại dáng ngắn nhất ý, nhập vào hơn 500, còn loại dáng dài hơn ý, phải tầm khoảng gần 700 nghìn. Đấy chứ ạ. Cho nên em mới bảo rồi ạ, chưa năm nào em thấy parka rẻ như năm nay luôn. Quần áo ý, quần áo rồi là nói chung là các loại quần áo không có năm nào nó rẻ như năm nay, tại vì năm nay dịch mà nó chỉ gọi là đắt những cái thực phẩm mà thiết yếu thôi, còn quần áo thì nó là cái loại mà không thiết yếu cho nên là nó sẽ rẻ đấy, chuột giá. Hôm nay các bác vừa săn cho em ạ. Các chị nào đã mua nhà em năm ngoái các chị biết ạ, không có năm nào năm ngoái nhà em bán áo parka nào dưới 700, toàn 750 hơn 800 nghìn, tại vì giá nhập vào nó cao ngất ngưởng luôn, mà lúc đấy còn không có hàng ấy.
cứ về hàng là hết, về hàng là hết. Khách đến quán cứ phải gọi là như kiểu là đi chảy hội, vì năm ngoái rất đậm mà năm nay cũng thế các bác. Thì các chị cứ săn từ bây giờ đi ạ. 399.000 đồng một áo, các chị chỉ bằng mua một cái áo phao hàng rẻ tiền thôi. Đấy, chất nó đẹp miên man như này luôn. Các chị cứ nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái nhá. Đấy chưa ạ, chị Thanh Huyền rồi, ok. Đấy, các chị này, đây là cái này là chưa lắp lông. Về các chị lắp lông mũ cho em. Về các bác thì mình lắp lông mũ cho em. Đấy, các chị nhìn cho em cái lông áo này. Đấy chưa ạ, nó mềm thực sự luôn, nó sướng. 399.000 đồng, các chị nhìn cho em. Con áo nó không thể nào tưởng tượng được, nó đẹp không tì vết luôn. Giờ chất nó mềm nhũn luôn, chứ không phải là cái chất mà nó cứng cứng, nó khô khô mà lúc mà các chị mặc nó cọ với nhau nó kêu phát ra cái tiếng gọi là sột soạt đâu ạ. Sẽ bảo da không lót lông, hiện tại nhà em mà da không lót lông nhà em hết sạch rồi chị ạ, không còn cái nào. Mấy hôm nữa chị nhá. Rồi tiếp theo qua mẫu khác nhá. Chị nào lấy mã 815, khách hàng lên đơn hàng cho em ạ, 399.000. Ok chưa ạ? Nhẽ ra là em chưa định bán đâu, nhiều các chị hỏi. Chị Lê Vương Bắc Cai Nhà Loan chất đẹp lắm, em cảm ơn chị. Nói chung là chị nào đã mua rồi các chị biết rồi, chất rồi đúng không ạ? Năm ngoái mua hàng Trần Ba bên trong, đúng rồi, hơn triệu đúng không ạ? Khoảng tầm 1 triệu 1, 1 triệu 2 chị ạ. Chị Trần Hoài rồi, ok chốt đơn ạ. Lên loại dài hơn một tí nhá. Ok. Con này chỉ lấy quần, con kia lúc nãy không chùi lấy hết quần. Con vừa nãy là mẹ nó lấy ra 8 gì đấy. Này em vừa là 85. Ừ, con đang mặc. Con đang mặc á. 82. Không có cổ em đã lên đâu, chưa lên. Ủa, từ lúc nãy giờ cứ gọi là cứ lan man từ mã nọ sang mã kia mà quên mất chưa lên, không có cổ. Ba mặc. Cái mã này còn sẽ mở không chị? Ba đấy còn ít đấy. Vừa chị xem được. Màu đâu thì còn sẽ mở không? Màu đen còn sẽ mở rồi. Còn cái thì lắp lông thì mở. Bộ nó sẽ ép tháo ngay ra. Có bằng này quần thì có bằng này bộ đủ. Có thử đứng lên chị xem nào. Lớp mắt, chủ tịch đấy. Con quần trông giống chủ tịch phép nhỉ? Nhiều bộ trưởng hội phụ huynh. Đây các chị này, mã này là mã gì? 80. Ôi áo da đẹp lắm chị ạ, tiếc là chưa lạnh để còn diện chị yên tâm luôn, kiểu gì cũng lạnh. Rồi ai cũng phải mua parka thôi. Đấy chị ạ, ai rồi cũng phải mua parka thôi ạ. Các bác nhìn cho em áo này, chị đưa cho em size này, size chỉ như size to hay sao ấy. Hết size bé rồi. Màu đen này có size M đấy. Màu đen thì có size M, còn màu xanh với lại màu nâu thì chỉ còn size L, XL. Con này các chị phải tầm 55 cân đổ lên, 55 đến 65 cân, còn màu đen các chị từ 45 cân đến 65 cân. Mã này các chị comment là 811 ạ, 811 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. 811. À 802, 802. Mã này các chị comment là 802 ạ. 399.000. 399.000 đồng đi ạ. Chị Nguyễn Thu Hằng rồi, ok. Chị là gì ạ? G5 màu đỏ rồi, ok chị Nguyễn Thu Hoàng tí lên mã G5 luôn nhá. Tại vì mã G5 đến khách hàng cũng gọi là chưa hết hot. Bác ca Nhà Loan đẹp lắm, em cảm ơn chị. 399.000 đồng có được không các chị? Thấy chưa ạ? 802 ạ, đúng không? 802. Em có 3 màu nhá, màu nâu tây này, màu đen với lại tông màu xanh. Con này mà om thêm 3 tháng nữa là lãi gấp 3 lần đấy. Đúng rồi, nếu mà để thêm tầm khoảng 2 tháng, 3 tháng nữa là 1 cấp 3. Thấy chưa ạ? Giá 1 cấp 3 lần tiền. Mã 802 nhưng mà thôi còn ít thì cứ lên. Để chạm còn ít cứ lên ạ. 811 biết còn không? Hình như còn đi chị ạ. 811 á. Hình như 811 vẫn còn. 811 vẫn còn. Nói chung là vẫn còn nhưng mà mỗi món nó còn ít thôi các chị ạ, không còn nhiều đâu. Xanh, em đang định để vào trong vụ rét thì bắt đầu là lạnh cái là em mới bỏ ra em bán, nhưng mà các chị hỏi từ lúc đầu là em ơi còn parka không, tại vì là nhiều chị mua rồi xong là các chị cứ giới thiệu cho nhau ấy. Thấy đẹp cho các chị cứ chị nào giới thiệu chị kia xong là vào hỏi các chị mua hộ rồi đặt hộ, xong là giới thiệu cho khách nọ khách kia vào mua. Đấy, chất lượng các chị này. Lên cho là mã gì ạ? 802 nhá. 802 tông màu nâu. 802 chứ là tông màu đen ạ. Được chưa ạ? 802 màu đen ạ, 399. 399.000. Rồi ạ, bao phê luôn ạ, 399k và kèm số điện thoại cho em, mã hàng là 802 nhá. 802. Chất của nó là chất kaki ướt. Được chưa ạ? 811 em hết hàng chị ơi. Màu xanh này lạ. Xanh lạ đúng không? Nói chung là ba màu là ba màu đồ đẹp. Cái lông kia vừa bị tháo ở trong áo ra cho nên cái là nó rũ ra. Cái chị phải rũ ra hoặc lấy cái máy khó ấy.
Lấy máy kho các chị sấy ra một tí thì nó sẽ bung cái lông áo, lông cổ áo ra, nó sẽ đẹp hơn. Cái là vừa ở bóc ở trong túi ra, cho nên là cái lông nó chưa được mượt lắm. Tuần trước mình mua 419, hôm nay rẻ thế, đấy. Đây lẻ sai rồi. Hôm nay nó lẻ sai rồi chị yêu ơi. Hôm nay nó lẻ sai rồi chị à. Các chị thông cảm nhá. Bây giờ các chị mua thì vẫn còn được giá đẹp, chứ còn vài hôm nữa thì bắt đầu lạnh rồi thì em thề luôn là không có giá này đâu. Em mà để được vào trong vụ thì giá này không có, em nhập vào không được. Tao không ai có size M không? Chị ơi, xanh không còn size M chị ạ. Màu xanh hết size M, chỉ còn màu đen là có size M thôi. Còn màu nâu với lại là màu nâu với lại màu xanh thì còn size LXL, các chị tầm 55 cân đến 65 cân. Có chị Đỗ Loan nhá, tao không ai màu xanh 65 cân ạ, 399.000. Rẻ giật mình luôn đúng không ạ? Quá rẻ. Quá rẻ. Chị ơi, chị Phạm Trịnh ơi, chị cứ lên mã hàng giúp em với chị Xuân Ly rồi ok, chốt 802 màu đen size M. Lên cho em đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em nhá. Cái mã G5 các chị vẫn đang chốt những ầm ầm kìa. Mình không lên mà các chị comment G5 kìa. Mặc lại cho các chàng xem một lần nữa đi. Đúng không ạ? Rồi còn sớm mới có 10 rưỡi thôi. Về muộn có sao không? G5 là chị B. Không. Chị Đỗ Dương rồi ok luôn ạ. Mã này các chị comment là mã 802 nhá. Bắc ca. Nó dày cách gọi là đã đời luôn, chứ là thời tiết mà rét đậm rét hại các chị không phải lo. Đấy chị ạ, rét đậm rét hại các chị không phải lo luôn ạ. Giá có 399.000 đồng. Và vụ trả nhập từ giá này đâu. Các chị ạ, chị Khánh Chi rồi ạ, chị Nguyễn. Thằng Nguyễn Tiến rồi ok, em chốt đơn ạ. Rồi xem hôm nay có cái mẫu gì còn ít ít thì giải phóng luôn à. BB còn nhớ, bán hơn. Thổ đá đi. Thổ đá được không? Ờ. Ờ được. Đấy chị ạ, thổ đá được. Rồi em qua mẫu nha. Gọi là cứ hôm nào vui vui thì lên các chị mấy mã này thôi. Bây giờ đã rét đâu mà phải lo đúng không ạ? Có phải là hàng cuối vụ đâu mà lo. Đấy, lúc mà vào vụ bắt đầu lạnh cái là khách hàng thì gọi là tìm bắc ca ầm ầm. Tất cả còn mà đấy là nữa ạ. Rồi em bên các chị một con bắc ca. À quên, thổ nhá, áo thổ đi. Mặc áo thổ đi. Nếu đi đâu hết rồi. Không tự sinh ra và không tự mất đi. Nó tự chuyển đi chỗ này sang chỗ khác thôi. L, cái L cũng mặc cái vừa đấy. Cái L này 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 mặc cái vừa đấy. Con này bay màu nhá. Cái đi dính đẻ hơi rồi, nó làm bay màu. Tại vì Paca nó có bao giờ sợ lưỡi mốt đâu. Nó bắt đầu năm ngoái chạy Paca nhiều. Ui, 3XL quá. Còn 2X, 3X vậy. Nói còn đâu. Ôi, bây giờ lại còn size to má ơi. Ra đây chị chỉnh cho. Đấy. Có biết mặc quần áo không? Mặc đi. Mặc như thế mà có con tầm đi cùng là đúng là mẹ, đúng thật. Đấy, đây. Chưa? Đẹp quá luôn đấy các chị này. Mã áo này là mã bao nhiêu? Mã này em ra tặng nhá. Chị dạ. K8 đi. Lên cho em loan là mã K8 đi. Em xin phép em tặng luôn đấy các chị này. Chị nào đã nhận được áo thổ này chưa ạ? Đẹp mà, áo thổ thông hơi. Áo thổ thông hơi. Áo Lan Anh đang mặc là mã gì ạ? K8. K8 có size các chị dưới 70 cân. Lan Anh mặc size mấy? XL đúng không? XL các chị phải tầm khoảng 55 cân đổ lên. Được chưa? 55 cân đến 70 cân đổ về. Em tặng luôn khách hàng em 99.000 một áo. Được chưa? 99.000 đồng không nghe nhầm luôn. Kèm đơn hàng nhé. Các bác thông cảm giúp em với cái mã này, em xin phép em tặng kèm đơn hàng luôn ạ, gọi là cho bay màu luôn. Lên đơn hàng chứ là mã gì ạ? K8. K8 mà em còn size 1X, 2X, 3X. 1XL, 2XL, 3XL. Áo gió em còn chị ơi. Chị 6 áo rồi, đẹp tuyệt vời. Em tặng khách nốt 100.000 một cái, cứ 100.000 một cái đi. Để cho em cắt mẫu nha các bác nhá. Mã này là em bán cắt mẫu ạ. Lên cho em mã này là mã K8 ạ. K8 và kèm số điện thoại cho em. Hàng tàu đúng không? Hàng tàu mà. Đây này. Nhìn là biết ngay. Được chưa? Khách hàng nào mà hay mua hàng tàu, các chị nhìn qua cái form áo rồi là từ cái gọi là chất liệu của nó ấy, cái form dáng của nó và toàn bộ là hàng của nó là hàng thổ thông ơi.
Đấy chị ạ, dòng áo thổ thông hơi các chị này. Mã hàng tên là mã K8 ạ. K8 em mà lên từ lúc đầu like là hết sạch đấy. Được chưa ạ? Mã này bên lên bây giờ, hiện tại bên bây giờ là em lên kèm đơn hàng nhé các chị nhá. Em lên kèm đơn hàng luôn ạ. K8 cách số điện thoại cho em cứ từ 55 cân đến 65 à 55 cân đến 70 cân. Chất không đẹp cứ gọi là giả lại em. Thực sự luôn ạ, chất không đẹp cứ gọi là giả lại em luôn ạ. K8 cách số điện thoại cho em ạ. Em bán quá nhiều cái mã này rồi. Được chưa ạ? K8 hai cái đừng lấy hai cái, một mình thì lấy một cái thôi, tí em lên một mã nữa cho các chị dồn đơn. Được chưa ạ? K8 cho em nhá. Em tặng khách em là giá bao nhiêu tiền ạ? 100.000 ạ. 99.000. Chắc theo cùng mua quần áo của shop đến già thôi, chưa nhận hàng được hàng nhưng rất ưng rồi. Em cảm ơn chị. Áo đó Burberry á, em lên mấy mẫu rồi chị? Để chị ạ, lên đơn nào cho là K8 nhá. Em có từ size các chị 70 cân đổ về. Để chị ạ, hàng cho các chị này. Thị trường đang bán 300 đến 350. Em tặng nốt tại vì mã này em bán cắt mẫu nhá. Em bán cắt mẫu luôn ạ. 99.000 một áo. Thề luôn ạ, không câu like, không câu view. Mã này em bán tặng kèm đơn hàng. Chị nào có đơn các chị lấy thêm dồn đơn đi. Được chưa ạ? Không mua phí cuộc đời. Em nói thật ạ. Mã này thị trường đang bán không có dưới 300.000 đâu. Em tặng khách nốt là 100.000 một áo, 100.000 một áo như này luôn. Ok chưa ạ? Cũng 100.000 đồng một áo các chị yêu nhá. Giá này là em giao cho xỉ đấy. Em giao cho xỉ nhưng hiện tại là em đang còn lẻ một ít, em bán cắt mẫu luôn ạ. Rồi K8 lên qua mẫu luôn này. Tiếp theo con này nó chỉ còn size 1X với 2X thôi. À 2XL với 3XL thôi. Các chị comment là mỗi là K9 cho em ạ. K9 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại này. K8 có bác có lên đơn đi. Tại vì em còn tầm khoảng là 20 cái đấy. Còn đến 20 cái. Con này là K9 cho em. Được chưa ạ? Mặc luôn anh nhá. Mặc luôn đi. K9 cách số điện thoại cho em ạ. K9 cách số điện thoại này. 99.000 luôn. Em bảo tụi các chị cứ lấy một con K8, một con K9. Cứ lấy cho em một con K8, một con K9 cho em ạ. Dòng áo thổ các chị mua không dưới 300.000 mà các chị. Được chưa ạ? Tại vì đang thấy trầm trầm là em lên mã này cho các bác, gọi là nó sôi động một tí. Siêu toáng. Đấy, các chị nhìn trông nó sang cực kỳ luôn ạ. Áo đằng sau mặc là K9 nhá các bác nhá. K9 ạ, 99.000. Chị Bích Nông ơi, để lại số điện thoại lại cho em, đặt lại mã hàng kèm số điện thoại với chị. Chị nào biết cho màu mặc em này. Mặc em này cực phê, giống như kiểu con áo Gucci ấy nhỉ. Giống họa tiết Gucci luôn. Để chị ạ, K9 cho em ạ. Bây giờ là còn 2X với 3X. 55 cân. 55 cân ạ, từ 53 cân đổ lên mặc được. 53 cân đổ lên là mặc được ạ. Đến tầm khoảng là 65 cân đổ về. Đấy, form này nhỏ hơn đúng không? 65, 66 cân đổ về em chút đơn ạ. Rồi ôi các chị này, nó là áo thông hơi. Các chị ơi, mặc lên nhẹ tênh luôn. Mặc lên nhẹ tênh luôn ạ. Em biếu các chị nốt 99.000 nhá. Em biếu các chị mình nốt là 99.000 đồng. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng một áo. Em bảo rồi ạ, bao phê luôn. Các chị nhìn này, nói chung là lứa tuổi nào mặc được cái form này. Cái này mặc ấy, với quần bò trẻ. Mặc với quần bò hoặc là quần sock ấy, đẹp cực kỳ luôn ạ. Mã K9 giúp em mới nhá. K9 ạ, chị Loan Hà chúc Tết Xanh Coban rồi. Ok, mẫu nào cũng ưng, em cảm ơn chị. Hàng này hàng đắt mà chị, có phải hàng rẻ đâu. Chẳng qua là em bán nhiều rồi ý. Coi như cái này là cái lãi của em. Em bán giá nào cũng được. Được chưa ạ? Hôm trước em về em bán là 129. Ngày hôm nay tặng khách đó là 100.000. Được chưa ạ? Chưa bao giờ em sale giá này. Em thấy các chị là chưa bao giờ em bán giá này đâu. Đúng ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay mới sập giá mã này luôn. Tại vì nó còn ít ạ. À, chị Lê Thắm có ạ, à, chị Nước Hoàng có đơn ạ, à, mình 6 áo rồi nhưng vẫn mua để dành. Em ở à, chị mua 300 mấy đúng không? Chị à, thì như Thắng Nguyễn Tiến lại ở Hà Nội đúng không nhỉ? Em nhớ là chị có mua 6, 7, 8 chiếc gì đấy. Chị bảo là chị biết shop thì em muộn đúng không? Để trước chị không biết, chị toàn mua 300.000 một cái. Cái áo sơ mi bình thường các chị mua đắt rồi. Tại vì nhà em là bán chạy số lượng. Được chưa ạ? K1 áo K8 nhân 2X à, rồi ok. Chị Lưu Tuyến nhé, chị Thủy Nguyễn có ạ, à, chị Lê Thắm rồi ok, em chốt đơn ạ. K9 và kèm số điện thoại. Còn mã nào thổ nào nữa không? Ở đây còn mã thổ cái hình họa tiết ở trong kia kìa. Còn bao nhiêu cái chị ốc ở đây cho em nốt cho khách đi. Tình ê. Lên má khác đi em ơi. Rồi ra đây. À chị Thanh Hóa, em nhầm đấy. Quả, mẫu này em thấy luôn, để trong túi bóng mình nhìn rất là bình thường nhá. Nhưng mặc lên nhìn trông cực kỳ là sang với tây.
À, K10 giúp em với ạ. K10 lên đơn hàng cho em xem còn size gì chị nhỉ? XL. Toàn XL ạ. Siêu trẻ trung luôn. Con này mặc cực kỳ là sang. K10 giúp em với ạ. 99.000 luôn. Để trong túi nhìn phải thật. Nếu mà chị này nào, chị nào mà không, chị nào mà không biết thì các chị lại tưởng là mẫu nó xấu nhưng mặc lên cực kỳ là sang. Nhất mẫu này các chị này. Đừng bỏ qua mẫu nào luôn. Toàn XL. LXL. Mã này có LXL. 45 cân đổ lên đến tầm khoảng là 60 cân đổ về. Được chưa? 40 cân đến 65 cân đổ về. Có hay không? Không còn á. Tại vì bây giờ hiện tại là gần như nó lẻ sai. LXL đâu. 60 cân thì thoải mái rồi. LXL nhá. Thế sao con à giữ nhiệt xay xem mời. Còn hẳn một con. Còn hẳn một con à. Ôi. Còn một con các chị nhìn này, để trong túi thì nó rất là bình thường. Được chưa? Nhưng mặc lên nó mới thấy đẹp. Nó mới toát lên được cái vẻ đẹp của nó. Được chưa? Mã hàng lên đơn hàng chính là K10 ạ. K10 và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhá. K10 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000. Được chưa? Em phát cho các chị giá đẹp luôn ạ. 99.000 đồng một áo. Lên cho em một con áo gió của cái hàng mã gì nhỉ? VIP 3 ấy. Hôm nay nhiều khách không được chốt cái mã VIP 3 ấy. VIP 3 là tạm thời đen. 3 là gió. 98 anh nghe thấy không? Lấy hộ em cái. Cái gì đấy? Áo gió VIP 3 ấy. Đây cái gì này. Lên mã này cho em có LXL nhá. Dưới 60 cân em chốt đơn. VIP 3 đấy. Để chạm dưới 60 cân K10 à? K10. Đây các chị này. Để thì rất là bình thường thôi. Nhưng mà mặc lên thì cực kỳ là đẹp. Em mặc XL. Để chạm XL các chị tầm 55 cân đổ về. XL các chị tầm 60 cân đổ về. Để chạm XL các chị tầm 60 cân đổ về em chốt đơn. Các chị lên cho em là mã K10 ạ. K10 và kèm số điện thoại cho em. Đấy chưa? Mặc luôn chứ. Đúng rồi, số điện thoại nếu mà chị để lúc đầu like rồi chị chỉ cần comment chỗ sổ đơn cho em thôi ạ. Áo phông có cổ đi à? Rồi ok, đợi em tí, đợi em tí. Em lên áo gió cho các chị, áo gió đồ mùa nhé. Hỏi nhiều lắm luôn đi. Các chị hỏi cái mã áo gió này nhiều cực kỳ luôn ý. Mã nào còn nhiều thì lên thôi. Lên hết thì đủ bộ. Đủ màu đúng không? Hết mờ rồi. Thôi, chưa chạy được cả cái túi của áo đây. Lên hết mờ. Chị cứ đánh từ size L đi lên nhá. Không có mờ đâu. XL đi lên à? À? Bây giờ nó chỉ còn LXL đúng không? Đúng rồi, chuẩn. Nó chỉ còn LXL nữa, các chị nhìn cho em con áo gió này. Xuất sắc luôn ạ, siêu phẩm. Chưa đến 100 nghìn con áo. Siêu phẩm mà chưa đến 100 nghìn. Các chị có thấy dã man không ạ? Quần áo này rẻ hơn Hà Nội. Rẻ hơn là cái chắc. Rẻ hơn chợ đầu mối, không phải rẻ hơn chợ đầu mối. Ninh Nghiệp Đồng Xuân không có giá này các bác nha. Cần mát luôn. Em cần tất luôn ạ. Các chị này, lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Tôi hôm qua là VIP 3. VIP 3. Vẫn là VIP 3 nhá. Em vẫn đánh mã VIP 3 tại hôm nay rất là nhiều khách hỏi luôn. Để chạm túi khóa giọt lệ cho em ạ. Các chị đang hôm qua em like, cái mẫu này các chị bảo đi qua cái like khác y hệt mẫu như em người ta bán, các chị đang bán là 159.000. Được chưa? Các chị đang phải mua mức giá là 159.000 đồng là tại các cái live stream khác. Em tặng các chị 98.000 đồng. Em bảo rồi ạ, toàn siêu phẩm nhưng chưa đến 100.000. Các chị thấy không ạ? Mũ các chị có thể tháo người được ra cho em ạ. Không thích mũ tháo được mũ ra em cho em các chị nhá. Của đó là hàng lót lưới, được chưa? Hàng lót lưới. Gió mỏng cho em ạ. Áo gió còn đủ màu chị ơi, vẫn đủ màu nhưng hiện tại em chỉ còn size LXL thôi, hết size M nhá. Em hết size M. Được chưa? Form các chị dưới 65 cân đổ về ạ. Cứ dưới 65 cân đổ về và các chị tầm 55 cân đổ lên. 55 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Các chị ơi, đây là màu cam các chị này. Màu cam là mẫu đang mặc là màu cam đấy chị nhá. Màu cam này. Màu em mặc của nó là màu gì nhỉ? Hồng đất. Gọi là hồng đất ý. Để chạm hồng đất này. Mồi màu xanh than, còn đen không? Đen. Đen không còn trong túi à? Đây. 98.000 một áo. Để chạm 98.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em đây, đen đây ạ. Màu đen đây. LXL, những con áo gió này là dòng truyền thống rồi ạ. Ai cũng mặc được ạ, 98.000. Các chị nhá, chị nào nhanh tay thì còn. Chị yêu nhanh tay thì còn ạ, 98.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. VIP 3 đúng không? VIP 3. 65 cân đổ về nhé, em có sai. Các chị nhìn cái lót bên trong của nó này, lót lưới. Được chưa? Lót bên trong là lót lưới. Mỗi chị làm một đôi cho em rồi. Mỗi chị cứ làm hai chiếc một cho em ạ. 65 cân đổ về nhé, em có sai. Từ khoảng 55 cân đến 65 cân nhé các chị nhá. Lên đơn hàng kia là VIP 3 và kèm số điện thoại trên. Và các chị mình có đơn hàng, em tặng các chị yêu mình 98.000 được chưa ạ? Em bảo rồi, em cân tất luôn từ Ninh Hiệp Đồng Xuân tại các chợ đầu mối.
Đấy chứ ạ, hiện tại cái chỗ giao buôn người ta không không giao các chị giá này để kể các chị đi lấy sỉ. Kể cả khách hàng đi lấy sỉ luôn. Được chưa ạ? Tại vì là cái giá này thì em phải được cắt giá số lượng thì mới có giá này. Chứ bình thường đi lấy lẻ một vài gì với bán lẻ cũng không có giá này đâu các bác ạ. Giao sỉ ít nhất phải tầm khoảng là 160-170 nghìn giá buôn. Đấy, em tặng khách hàng em 98.000 đồng được không ạ? Đây các chị nhìn cho em khóa này. Xịn sò luôn nhá, chứ không phải khóa kiểu hàng gia công luôn ạ. Vip 3 các chị chọn màu và các chị chọn size vừa cho em thoải mái. Để chạm thời tiết xe lạnh này các chị này, mặc trên con áo gió này cực kỳ là nhẹ. Để chạm mặc xuống. Màu xanh than đây, xanh than đây các chị này, tháo được mũ ra cho em với. Các chị không thích mũ các chị bỏ mũ ra, nhưng mà thôi để mũ cho đây. Để mũ cho nó gọi nó đẹp các chị nhá. Đi trở lại các chị là đội mũ lên ạ. Đội mũ lên cho em ạ, cho nó ấm. Đấy, shop chị đang mặc hết hàng rồi em ơi. Chị nào có đơn hàng các chị lấy ạ, em tặng các chị 98.000. Em bốc 1.000 áo mới có giá này. Được chưa ạ? Và em khẳng định luôn ạ, giá em bán lẻ cho khách hàng ở trên live ấy, rẻ hơn giá nhập sỉ, nhập buôn. Em cân tất mà 68 cân thì không vừa chị ạ, em chốt đến 65 cân thôi ạ. Áo cộc mặc trong bao nhiêu chị ơi, 100.000 một áo. Áo cộc bên trong 100.000. Thị trường bán 300, 320, 350, em tặng các chị yêu nốt 100.000 một áo. Em có size các chị dưới 60 cân. Đấy, em bảo cho các chị gọi là thoải mái đi. Đấy chứ ạ, tham khảo giá thị trường thoải mái. Đấy chứ ạ, đây các chị này, bên trong của nó lót lưới. Có túi, một cái túi bên trong như này các chị này. Túi bên trong cho em ạ, 98.000 một áo. Các chị có thấy gọi là nó quá dã man không ạ? Nhiều khi là em bán giá này các chị không nghĩ đến luôn ý. Các chị không ngờ là em lại bán được rẻ như thế. Đây, bộ xanh than đây. Bây giờ nó không còn size M nữa mà chỉ còn L, XL thôi. Các chị tầm 55-65 cân. Để cho áo gió các chị em mình cứ mặc cho em rộng rãi thoải mái một tí nhé. Đừng mặc nó bó sát quá. Không còn M chị ạ. Hình như hôm nay nhà em chốt là không còn size M nữa. Còn đâu. Hay có gió tím đi. Con này thích màu hờ được bóng. Con này thích đỏ với hồng. Thích đỏ với hồng cực kỳ luôn. Đây các chị nhìn cho em này, toàn bộ hàng túi zip. Để cho toàn bộ hàng túi zip. Đấy, đen này, than này, màu tím này, màu cam, cam đậm này, màu hồng, hồng vỏ đỗ. Được chưa ạ, VIP 3 cho em đi các bác nhá. Em tặng khách có 98.000 thôi. Được chưa ạ? Không hề có 98.000 ạ, không hề có màu nào xấu lè lẹt quá đâu các chị ạ. Toàn bộ tông màu này, các chị nhìn cho em cái màu cam của nó này. Màu cam em bao phê luôn. Được chưa ạ, 98.000. Lên đơn hàng cho em ạ. Chị ơi cho em xin một cái mã áo không có cổ với. Các chị đang đợi áo không có cổ từ lúc đầu live đấy. Nên cái mã nào về bù ấy. Ừ, cái mã mà về bù được màu ấy. 98.000 chữ nở theo ấy. VIP 3 98.000 một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho là mã hàng VIP 3 và kèm số điện thoại cho em với. Các chị nhá, các chị cứ lên đúng mã hàng cho em là có đơn ạ. Có phải chữ đấy không? Chết rồi. Có cả màu vàng đấy. Có cả màu vàng nhưng không biết là màu vàng còn size gì. Màu vàng chỉ có đúng 5 cái thôi. Mai nói thêm màu cho các chị. Màu vàng còn 5 cái rơi cho màu cho các chị xem mới. Tại vì là áo gió bé em còn chị. Gió bé gái còn. Gió bé gái em tặng các bé cho mình có 55.000 một cái thôi. 55.000 một cái. Các chị comment là gió bé gái hoặc gió bé trai cho em ạ. Gió bé gái cũng 55.000 và gió bé trai cũng 55.000 một áo. Lúc nào cũng cho các bác gọi là giá đẹp nhất luôn. Giá đẹp nhất thị trường. Được chưa? Chị Hà Bông lên số điện thoại cho em với. Chị xíu xíu này, 5 áo nhân 3 rồi. Ok ạ, chị ngoại bà ngoại Đức Di có ạ. Chị Bùi Thanh Thủy comment là VIP 3 và kèm số điện thoại cho em nhé. Đây này, nó còn cả có cái màu vàng nữa. Nhưng màu vàng em chỉ có đúng 5 chiếc thôi. Tại vì hàng bốc lô thì nó có lẫn màu vào đấy thôi ạ. Các bác nhìn áo này. Được chưa? Phê đét luôn đúng không ạ? Bên trong này, lót lưới như chị nhá. Hàng đợt này về còn đẹp hơn cái hàng mà hàng gió Muji là trước em bán ấy. Gió Muji mà hôm trước em bán cho các chị mà giá 110.000 ấy, bây giờ xỉ 120, à xỉ 120, 130. Giá buôn ấy. Này nó về thêm hai màu đấy. Đúng không? Gió bé trai đến size tầm khoảng 20 cân em ơi. ML. Lấy chị ấy áo gió của bé với cho các chị lấy kèm đơn. Rồi thay thay em qua mẫu nhá. Lấy áo phông đi. Hôm nay mặc luôn áo phông nhá. Xem cái màu hồng đất này. Đất còn size. Áo phông hôm nay về thêm màu hồng đất rồi. Hôm trước là không có, đúng không ạ? Hôm trước không có. Đấy em lấy gió của bé trai bé gái luôn. Bé em chưa lên chị. Bé cho em tí nhá.
Đây các chị nhìn áo này, không có cổ cho em ạ. Không có cổ hôm nay thôi nhá. Hôm nay gọi là cứ vui vui chốt giá đẹp đi. Muốn ơi lên quần đây đi, quần đấy nó mã lộn xộn đấy. Đây. Vui vui mà chốt giá này có được không ạ các chị? À không, em có sang các chị dưới 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân lên đơn. Thích mê cái áo màu hồng đất. Em ơi hôm nay mới về được hàng, nhưng mà về được ít quá. Hôm nay mới về được hàng mà về rất là ít thôi. Từ từ đã nhá các chị nhá. Đây là gió bé cho em ạ. Các chị ơi, toàn bộ của nó là hàng gió. Các chị nhìn cho em một con áo của bé các chị này. Áo gió các bé nhà mình cứ tầm khoảng là 10 cân ạ, đến tầm khoảng 20 cân thì em có size vừa. Từ 10 cân đến 20 cân các chị comment là gió bé cho em. Mã này em xin phép là em tặng kèm cho các chị mua cho các bé nhà mình thôi. Tại vì là chẳng ai, em nghĩ là không ai bán áo gió này có 55.000 một cái. Em nghĩ là không ai bán các chị con áo gió của bé này có 55.000 đồng mà chất nó đẹp như thế này ạ. Áo dây em có bán nhưng em bán mã khác. Cái mã này thì em lại chốt mặc cái mã mà nó còn đúng một cái. Các chị nhìn bảng màu của bé trai các bạn toang này. Đây các chị comment là gió bé trai cho em với. Gió bé trai và kèm số điện thoại cho em. Ê màu ghi nhá, em gọi màu ghi đi. Màu này là màu gì ạ? Màu đỏ cho em, màu đỏ cho em ạ. Màu này là màu xanh, của nó là xanh dương mang nhá, màu xanh dương này. Có một màu xanh coban cũng chưa mang ở đây chị ơi. Và áo gió của bé thiếu một màu nữa. 55.000 một áo. Các chị làm cho em 4 chiếc 4 màu cho các bé. Được chưa? Làm cho em 4 chiếc 4 màu cho các bé nhà mình luôn ạ. 55.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em là gió bé trai. Gió bé trai các chị nhìn bảng màu của nó này. Màu này em gọi là màu xanh coban nhá. Để chạm màu xanh coban. Cứ các bé nhà mình cứ tầm khoảng là 10 cân đến 20 cân các bé, các bác nhà mình vào chốt cho con nhà mình. Để chạm cứ 55.000 một chiếc, 55.000 một chiếc cho em. 55.000 một cái. Cái này em thấy cái logo đẹp quá cho nên em mới lấy về. Chủ yếu là cho các mẹ là tiện để các mẹ mua kèm đơn hàng luôn ấy, cho lỗ tiền ship. Tiện để mua luôn thôi, chứ còn là em nghĩ là chẳng ai bán áo này. Chẳng ai bán áo này 55.000 đúng không ạ? Tại vì là thị trường em thấy người ta bán rẻ nhất là 120. Hoặc là chỗ nào bán rẻ hơn đi nữa cũng tầm khoảng 90.000 một cái. Do bé gái em có, chị ơi đợi em tí em dơ bảng màu của bé gái. Em sẽ dơ bảng màu của bé trai trước nhá. Để chạm 55.000 một áo. Để chạm 55.000 một áo gió. 55.000. Em được các bé nhà mình đúng 7.000. Chưa có tiền chi phí. Được chưa? Chưa có tiền cước xe, tiền chi phí, nhân viên chốt đơn chưa có. Cái mã này thì coi như kiểu là em tặng cho các bé nhà mình thôi. 55.000 một áo. Bên trong của nó sẽ có một cái lớp gọi là nỉ, nó trắng mỏng thôi nhá. Nỉ trắng mỏng thôi. Được chưa? Gió bé trai cho em với. Dưới 20 cân em chốt đơn ạ. Dưới 20 cân em chốt đơn à. Được chưa? Gió bé trai và kèm theo số điện thoại này. 55.000. Rồi đây của bé gái đây. Bé gái bé trai đây các bác ơi. Tại vì là bảng màu của bé nó rất là yêu. Được chưa? Cứ 55.000 một áo của bé gái. 55.000 đồng một áo gió của bé gái ạ. Size cũng tầm khoảng là 10 cân đến tầm khoảng là 20 cân. 2, 4, 6, 8, 10 các bác nhá. 2, 4, 6, 8, 10 ạ. Nó sẽ có là màu gì ạ? Màu đỏ các bác này. Màu đỏ này. Màu hồng đậm, hồng nhạt này, màu tím. Thì bảng màu của bé nó sẽ là những cái màu như này các chị nhá. 55.000 một áo. Các chị comment là gió bé gái ạ. Gió bé gái và lên số điện thoại cho em với. Gió bé gái và lên số điện thoại cho em ạ. 55.000 đồng, 55.000 đồng. Ok chưa? Các bác này là màu tím này. Áo em không mặc bao giờ cũng sang nhỉ. Em cảm ơn chị. Áo không có cổ mặc đi làm thì nhìn trông nó đẹp mà. Tí em phát giá nó còn đẹp hơn cơ chị ạ. Đấy. Các chị nhá. Lên đơn hàng chuyên là gió bé gái đi. Gió bé gái cho em ạ. 55.000 một áo. Cứ 55.000 một áo cho em. 55.000 ạ. Quần mẫu mặc cho em là 145. Quần mẫu mặc là quần mã 577 đúng không? 577. Quần mẫu mặc là 577. 145.000 ạ. Đấy, gió bé gái các chị nhìn bảng màu cho em nhé. Em tặng các bé nhìn 55.000 đồng kèm đơn hàng. Các mẹ mua thì tiện các chị mua luôn cho các con. Mua tiện mua luôn cho các con ạ. Tiếp theo áo phông đây ạ. Đây áo phông đây, bảng màu đấy các bác nhá. Áo em mặc bao nhiêu ạ? Được chưa, các chị đang mua bao nhiêu tiền? Em bảo rồi, bây giờ còn bao nhiêu chiếc là em bán tặng các chị nốt. Thằng cô dở. Thế à? Hàng 185 mà. 185, hàng 185. Hôm nay em về thêm được cái màu hồng đất với lại là màu xanh đậm nhá các chị nhá. 139.000.
Em bảo rồi, giá lúc nào cũng giá tốt nhất thị trường. Cũng là giá tốt nhất thị trường luôn. Các chị comment là mã VIP 6 ạ. VIP 6 cho em một kèm số điện thoại nhá, 139.000. Thấy chưa ạ, 139.000 đồng. Em đang có màu hồng đất là màu em mặc các bác nhá. Form các chị dưới 60 cân, 40 cân đến 60 cân ạ. Màu đằng sau của nó sẽ là mông màu xanh đậm. Màu xanh đậm là cái màu mà em hết hàng rất là lâu rồi, hôm nay mới về được là hai cái màu này. Còn bình thường em đang có những cái màu đỏ các chị này. Màu đỏ cho em ạ. Đấy chứ ạ, 139.000 một áo, 139.000, thị trường đang bán 250 các bác ạ. Thị trường đang bán dao động khoảng 250, 280, 300.000. Em tặng khách em là 139.000 đồng một áo. Các chị nhìn cho em ạ, tông màu đỏ này. Tông màu đen ạ. Đấy chứ ạ, màu đen cho em này. Màu vàng đậm này các bác. Hai size ML. Cứ hai size ML cho em ạ, dưới 60 cân em chốt đơn. Chị nào người gọn, người cao các chị tầm 62 cân. Đấy chứ ạ, người gọn, người cao tầm 62 cân ạ. Bảng màu quá đỉnh luôn ạ. Lâu lắm mới thấy em, thế thì chắc là chị mất tương tác với em rồi. Ngày nào em cũng live stream, ngày nào em cũng live stream mấy lần liền. Đấy, chị Nguyễn Hàng có, chị Đỗ Thị Sen ạ. Hôm nay chị chia sẻ trang cá nhân của mình đi. Thì lúc nào các chị ấn ở cái chế độ theo dõi trang ấy, đấy, thích trang ấy, thì lúc nào mà em thông báo các chị cũng nhận được thông báo. Lại em live stream lúc nào các chị nhận được thông báo luôn. Thông báo các chị. Rồi, chị đấy, bán rẻ nó lại bắt đầu là nó nhịu rồi. Chị Nguyễn Nga rồi ok, chị Vân Nguyễn ok, em chốt đơn ạ, chị Thanh Hậu Đoàn ok luôn ạ. Giờ bé gái, giờ bé trai rồi ok, chị Đinh Thị Hằng nhá. Mã này các chị cứ lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? VIP 6 cho em, với các chị chọn màu, các chị chọn size vừa cho em thoải mái. Xanh lá các chị này. Hàng này của nó hàng cốt tông lạnh ạ. Chị Lê Lợi, chị comment là VIP 6 giúp em với ạ. Xanh hồng với xanh đậm, chị chọn gọi là tinh dã man. Chị Lê Lợi comment cho là VIP 6 chị nhá. VIP 6 ạ, cặp ba lá rồi ok, màu hồng đất với màu xanh đậm ok luôn, thôi chết rồi. Hay hay màu đấy. Tay in hơn vào ngay này. Toàn vẻ là đấy, toàn màu xanh như này. Chị xem màu xanh gần đây, xanh gần đâu? Xanh gần đâu đâu đâu. Màu kia. Đấy, đứng gần cho các chị xem màu xanh này. Xanh đẹp chị ạ, à, màu xanh nó lạ lạ ấy. Đấy, toàn chốt màu hồng rất xanh đậm chết người. Cái mai nó hay, hôm nay nó về hay. Không có hàng nữa đâu, hàng này bây giờ đi nhập xỉ đắt hơn là giá hôm nay bán lẻ cho các chị, tại vì hàng này là hàng đặt đấy, hàng đặt. Mai đánh nhau, mai bọn này tranh nhau lại không đánh không nhau. Có hàng, không có hàng. Mai mai thêm cả ánh thì không cãi nhau. VIP 6. Thôi hết nhá, hết hết màu hồng với màu xanh thì cũng có. Nên màu khác đi. Đây em thử màu vàng thế nào. Màu vàng, cái này màu, 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 màu vàng đi, cho dựng cái L nhá. Đưa cho nó cái L. Đây, đây mặc em mặc tay M nhưng mà nó phải L. Mày màu vàng này. Đây, VIP 6 cho em với ạ. Đây màu vàng. Đây là màu xanh đây. Xanh của nó xanh lá, xanh lá cho em với. VIP 6 cho em màu xanh lá và kèm số điện thoại cho em. Vứt ra hay trèo lên à, có cái mẫu giữ hiệp. À quên cái mẫu len tay lỗi. Mặc lên đẹp lắm. Lên tay lỗi tay bồng đấy. Ừ lên tay bồng đi. Cái này các chị có thể mặc hay mặc bỏ được, mặc sơ vi được. Đấy cái mẫu này mặc dễ mà bỏ cũng được mà sơ vi được mà giá 139.000 một áo. Để chạm 139.000. Các chị yêu mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Để chạm lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em 139.000 đồng ạ. Cái gì đây? Cái dán gì này? Không cao thế, cái dán con dính. Cái dán nào như đây? Đây màu xanh lá đây các chị này. Xanh lá cho em ạ. Để vuông cũng được mà các chị để sơ vi cũng đẹp. Đó, các chị đi làm các chị sơ vi cũng đẹp mà các chị để vuông xinh. Cả đêm đặt hàng xong hôm nay gọi điện dễ loan chị xíu xíu ơi, chị đặt chỗ nào vậy, đặt lúc nào thế, chị lấy nhiều không lý do gì em không gọi cả, chị cứ để lại số điện thoại và nghe máy giúp em với. Để chị ạ, chị Hằng Cao có, chị Nga Phan rồi ok, chị Đỗ Minh Hằng lên số điện thoại à, dồn đơn là rồi ok ạ. Quần là 145.000 chị ạ. Sao phải nó hôi mát mà nó lại dáng kia vậy, trông xấu hơn quần cái này là đây chưa cắt quy phải không, chưa cắt quy. Đấy, để cho các quy. Tôi đã VIP 6 ok chị Thúy Vũ. Lên mã này cho em là VIP 6 ạ. Làm láo làm cái kiểu ăn gian. Đấy, để cắt cho nó một cái quy cho nó mặc mẫu lên. Vấn đề gì đâu. Còn lẻ sai nhá. Đừng vớ vẩn. Sẽ vớ vẩn, sẽ bảo em vớ vẩn thế. Quần đẹp áo đẹp. Quần đẹp áo đẹp. Cho set. Cái này các chị làm luôn cả set cũng được. Các chị cứ lên quần công sở là được. Chọn size, chọn màu, chọn size, chọn màu. Form nó lên đấy luôn này. Xuất sắc luôn. Xuất sắc, công nhận. Tiếp theo lên len tay bồng đi. Lên len tay bồng các bác nhá. Vào xăng gọi là thu xe xe lại các chị mặc. Mặc
mỡ hôi đặt cái áo này cũng phải có hàng cho chị. Có, rồi có rồi. Có rất là nhiều. Đợi em tí em lên cái mẫu này các chị này. Mẫu mà len tay lỡ ấy. Tay lỡ mà cái hàng tay bồng ấy. Các chị mặc rất là xinh luôn. Bé này nó trắng mặc cái màu gì cũng đẹp. Rồi ok. Thật sự là cái này mix với cái quần này mix với cả thế giới. Công nhận cái quần này mặc với cái gì cũng đẹp nhỉ. Mặc cái gì đẹp, quần vải mặc cái gì đẹp. Lấy luôn màu đen là lấy cái gì chị? Ok chị xíu xíu nhá, số tài khoản em có rồi thì chị cứ cọc tiền đi. Xong là em báo nhân viên nhặt hàng cho. Đây các chị này. Len tay lỡ nhà em các bác. Để chị ạ, mix được với tất cả các loại quần công sở rồi là quần shop và chân váy. Nó là giống tay lỡ form là các chị thoải mái, các chị dưới 65 cân nhá. Thoải mái cho các bác nhà mình dưới 65 cân. Áo dây đen thì em hết rồi chị ơi. Đây đen thì em phục về hàng. Các chị lên mã này cho em là mã gì ạ? Cái mã đấy 66. Không phải đâu. Không lên mã K hôm nay đi. Hôm lên mã hôm nay rồi. Hôm nay lên mã K11 đúng không? K11 và kèm số điện thoại cho em ạ. À, nay nhận hai bộ quần này với không có cổ rồi vẫn muốn lấy cho đủ bộ sưu tập. Em cảm ơn chị ạ. Mã này các chị comment cho là mã VIP7 à quên không phải K11. À, K11 giúp em với. K11 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Để chặn K11 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Em đang có màu, mẫu em mặc là màu vàng đậm nhé các chị nhá. Màu vàng bên ngoài nó không phải vàng chanh đâu, nó là vàng đậm đấy ạ. Vàng đậm này. Tông màu xanh rêu, để chặn. Màu này là màu hồng cho em ạ. Màu hồng các chị này. Để chặn, màu này là màu xám. Màu xám nhé các chị nhá. Màu xám này. Màu đỏ gạch cho em ạ. Ôi nhiều màu thế. Còn màu không? Hình như em nhớ là vẫn còn đấy, màu vẫn chứ, còn màu đỏ mà. Nữa. Hình như có màu đỏ tím, à đỏ đậm nữa hay sao ấy. Nhưng mà cái ma kia là thiếu mỗi tay màu tím. Màu này nhỉ? Đúng rồi. Có màu đỏ nữa mà, thấy chưa? Màu đen, màu trắng các chị này. 125.000 áo, form này nó là form to các bác nhá, không phải form bé tí đâu. Các chị dưới 65 cân các chị chốt được đơn. Như cái mã form bé tí các chị để tầm khoảng là 57, 58 cân thôi. Cả đêm chị đặt áo này, hôm nay chị lên lại mã đi chị. Cái comment mã hàng và kèm số điện thoại mới chốt đơn được. Cái form này form các chị nhìn chất này. Để chị, các chị nhìn cho em một con áo này. Mướt tay luôn ạ. À. Mã này các chị comment là K11 ạ. À. K11 các chị chọn màu giúp em các chị yêu nhá. Bảng màu của nó sẽ là một màu này. Màu đen này 2 này. Màu trắng là 3 này các chị này. Để chị ạ, màu đỏ gạch là 4 này các chị này. Đỏ gạch là 4 này. Màu này là màu xám cho em là 5 này. Màu hồng phấn là 6 này. Để chạm màu vàng là 7 màu, xin là 8 màu. Hình như là có cả màu xanh dương thì phải. Hình như là xanh dương hay xanh cô ban ấy. Còn có đúng không? Ít thôi. Ít người chốt không? Có đâu, bỏ đấy. Cái quần này mặc không cắt khuy thì trông nó không đẹp. Mới phải lên khuy nhìn lên cây, đi dép lên nó mới đẹp, lên cây đẹp lắm. Quần đùi mặc không có bán chị Chu Thị Phương Lan ơi. Áo này các chị comment là K11 giúp em với. 125.000 một áo. Chặn len tay lỡ tay bồng cho em nhá. Len tay lỡ ạ. Thích áo vest à, các chị đang thích áo vest từ lúc nãy giờ. Các chị cứ hỏi lên áo vest kìa. Rồi ạ, các chị nào thích lên các chị comment cho em mã này là mã gì ạ. K11 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Cái bảng bó áo vest còn ở ngoài đây không? Đây ạ. Đủ. Không lấy đâu mấy lợi mới màu trắng size S đi thôi. Đây. Cái mẫu áo len cổ cao này các chị mặc ở trong áo rất là đẹp luôn, bảy áo. Ui không lấy màu trắng đây này chị này, em thử mặc cho các chị xem cái màu trắng nhá. Mix với tất cả các loại áo vest luôn. Thì chị ạ, riêng trắng đen thì có thể mix được tất cả các loại áo vest, tại vì nó là hai cái màu gọi là cơ bản luôn rồi. Các chị đã bỏ qua màu trắng bao giờ không? Thì chị ạ, sao lại bỏ qua màu trắng à chị? Quan sát là được. Đây này. Em mặc thử xong em khoác ở trong cái áo vest cho chị xem. Em mặc tạm đấy. Cho nó che cái quần này đi. Cứ mặc size L là đẹp. Cái quần này không màu. Phụ nó phải mặc size L, sao lấy size bé thế? Em lấy sẵn cái này mà.
quần đấy, cái áo đấy mà có cái quần màu be thì đẹp lắm này. Đây chị này, bỏ qua màu trắng là một sai lầm. Để chắc, tại vì các chị nhìn cho em nhá, em thử mix với lại một cái áo, đưa cho em cái màu mới về chị. Hôm nay có hai cái màu mới về. Màu mới về là màu gì đấy? Màu mới về là cái màu nâu nâu ấy, lúc nãy là chị bảo là set của quần gì đấy ấy. Cái màu lên đẹp. Màu be. Đây này, màu xanh cổ vịt đây. Màu này của nó là màu xanh cổ vịt đó các bác ơi. Quần 569 hay quần nào còn đủ size đưa lên phát. Màu đấy đi. Đấy mặc thử luôn đấy, lại đồ công sở luôn. Không không. 569 rồi, còn lỗi ít giờ đấy em thôi. Yeah. Không còn cái gì mà. Đây ạ. Các chị nhìn áo này. Mỗi em mặc là màu xanh cổ vịt các bác nhá. Xanh, nói chung là cái bảng màu áo vest em có tầm chục màu cơ. Màu này màu ghi. 250 một áo ạ. Chị ạ, form các chị dưới 65 cân đổ về. Form các chị nhà mình dưới 65 cân đổ về em chút đơn ạ. Bảng màu nhà em có tầm 10 màu. Thấy chưa, cái màu đấy đẹp mà. Nhỏ. Màu lên là cây đẹp. Ừ, cây đẹp thế. Nhưng mà cây cái form quần này nó hơi rộng rộng. Nó không đã ư sắm hết đi. Ừ, nhưng mà có 3-4 màu đấy. Cái này á. Ôi. Màu đấy chưa, màu tây chưa. À. Đấy gọi màu gì cụ? Màu đấy gọi là màu nâu. Còn là màu ghi. Đúng rồi. Người ta báo màu cho mình thế mà. Màu em mặc là màu xanh cổ vịt các bác ơi. Xanh cổ vịt đấy là màu nâu. Đấy thưa chị màu ghi các. Màu ghi đây. Đây là màu ghi cho em ạ. Các chị nhìn vest nha em này. Để chặn nhìn nào vest nha em nhá. 250.000. Các bác mình lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. 250.000 đồng một áo vest của hàng thiết kế ạ. Các chị yêu mình lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Có đơn nhá. Hôm nay có đếm cái áo này bao nhiêu không? Phải đếm chứ, đếm ký sổ chứ. Vì cái mã này là hàng ấy mà. Em này là đôn vai là... Áo len là 125.000 chị ơi. Có đâu. Lên mà áo vest cho em là 250 ạ. Chị vâng, chị vào cho em số điện thoại với. Lên số điện thoại giúp em với. Vest màu ghi dồn đơn đây chị này. Màu ghi có đủ size không chị? XML XML X đúng không? Màu ghi em có đủ size từ S đến XL. Các chị 40-65 cân. Các chị comment là phép màu ghi màu này là màu mới các bác nhá. Màu mới này, có một cái màu màu nâu nữa kìa. Không không, một cái màu bên dưới này. Đấy, nó có hai màu luôn mà. Nâu đậm và cái gì? Nâu đậm và nâu nhạt. Đây là một kiểu màu nâu rêu ấy. Ở trên cái bảng màu người ta gọi là màu nâu rêu. Có đây là màu nâu sô-cô-la cho em ý. Nâu tây này với nâu rêu nói chung là một cái màu đậm hơn, một cái màu nhạt hơn. Đấy, chị nào mà đi làm công sở các bác làm cho em. Còn cái áo vest này cái gì này. Các chị đi máy toàn 500-600.000. Có chị năm ngoái còn mua đủ bảng màu như em luôn. Tại vì các chị lên lấy lên form đẹp quá ấy. Các bác nhìn cho em này. Toàn bộ của hàng thiết kế các bác nhá. Lên cho em mặc áo vest, các chị chọn màu cho em với ạ. Chọn màu cho em 10 màu các chị nhá. 10 màu. Đằng sau kìa, dân anh dơ màu cho khách xem rồi. Cho các chị xem đủ màu. Màu này đi trắng đi. Thiếu một cái trắng này nữa. Trắng màu trắng đúng không? Trắng sẽ ép mang bản. Trắng thì không treo ra. Trắng mang bản rồi. Đấy các chị này. Màu hồng các chị này. Để chạm màu đỏ. Mã này có XL, chị làm gì có 2X. Đây màu vàng cho em ạ. Màu vàng, màu đen này. Màu xanh than, màu xanh coban này. Đấy, màu hồng, màu đỏ, màu trắng. Màu xanh cổ vịt. Nói chung là nó cũng phải tầm khoảng 10 màu chị ạ. 250 một áo, form đẹp lắm các chị ạ. Không một đường may lỗi luôn. Toàn bộ là hàng vest thiết kế. Toàn bộ hàng thiết kế cho em ạ. Quần chị đang mặc á, quần dài thì còn chị ơi. Quần short thì hết hàng chị ạ. Quần dài thì còn, quần short thì hết hàng. Các chị lên mã này cho em là mã gì ạ? Áo vest, các chị comment là áo vest cho em mà kèm số điện thoại cho em ạ. 40 cân, à 45 cân đến 65 cân. Cứ từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Toàn bộ của nó là dòng 2V. Và nó sẽ là có một quy các chị yêu nhá. Nó sẽ có một quy cho nên là các chị nào mà các chị mặc lên form nó không bị già. Đấy. Vừa đẹp vừa lịch sự mà trông nó trẻ trung, nó không bị mặc vest mà cảm giác các chị mặc nó bị già đâu ạ. Các chị có lên đơn cho là áo vest và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo vest và kèm số điện thoại cho nên là các chị mình có đơn hàng nhá. Rồi qua mẫu đi, tại vì là qua mẫu này thì không nào sẽ lên sâu hơn cái mà áo vest. Bây giờ muộn rồi chị lên còn lướt qua thôi. Còn nhiều mẫu lắm. À, áo hai dây hay bra gì đấy.
có một mã bra nhiều nhiều đấy. Bra em đang mặc đấy. Cái mã này em đang mặc còn hàng à? Còn nhiều. Đây cho các chị bra mặc áo, trong áo vest đây. Cái áo này chất len nó dày này, chất len tay lưỡi nó dày như này. Lấy luôn cả buộc cái ra em. Dạ. Lấy cả buộc cái ra. Đây áo bra đây. Tôi lên mã K đấy đi. K 12 đúng không? K 12 cho em một con áo bra này. Con này bán bao tiền? Các chị này, bra cho các chị mặc ở trong áo vest hay áo dài, áo dạ bác nhá. Em tặng các chị kèm đơn hàng cho em 50. Em đấy là em đang mặc trong. Đây các chị này, nhìn cho em mặc trong áo vest cực đẹp luôn. Các chị comment là mã K12 đi. K12 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, 50.000 đồng. Cứ 50.000 đồng một áo. Các chị nhá, màu này là màu, nó là màu kiểu là màu cam đất ý. Màu cam đất cho em rất là đẹp. K12, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Những con áo bra các chị mặc là áo tập các chị này. Hoặc là cái phần này nó sẽ có cái phần nâng ngực các bác nhá. Đấy chứ ạ, nó sẽ có, nó có đệm đấy ạ. Nó không phải là cái loại mà loại vải không đâu. Nếu mà chị nào không thích đệm, các chị có thể là tháo ra được cho em. Đấy chứ ạ, bỏ ra cho em cái đệm các chị này. Các chị lên đơn hàng khi là mã gì ạ? K12 trên là áo bra nhá. Nó còn mấy màu? Nó còn chủ yếu là màu này. Chủ yếu là màu này đúng không? Còn các màu khác thì nó màu còn da, nó còn nhiều hai cái. Còn một hai cái màu da. Màu nâu ấy, màu trắng. Dạ mẫu những cái mẫu này các chị bảo ở trong áo vest cực đẹp luôn. Các chị lên đơn hàng trên là mẫu gì nhỉ? K12 đúng không? K12 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 50.000 một áo. Cứ 50.000 một áo các chị lên đơn. Kèm đơn hàng các bác, mặc siêu đẹp luôn, nhất là chị nào mà hay mặc vest ấy. Rồi các chị mặc áo da ấy. Rồi chị Nguyễn Thị Nga lên số điện thoại giúp em với nhá. Được chưa? Lên đơn hàng cho là K12, em còn ít lắm. Mã này các chị ơi, gen nó đẹp là chị ạ. Cái phần đệm của nó cũng êm. Nên quần mặc đi á, quần nào chị, quần công sở hay quần dài hay quần đùi không có, quần đâu đen size M cho em xem với ạ. Quần này còn màu đen không? Còn. Đủ size không? Phiêu lên thổ nhà mình đầy lâu lắm không lên lên thổ nhỉ. Được chưa, các bác có thích lên thổ không? Lên thổ rồi lên lên pha lê đấy. Hôm nay cho các chị 1-2 mẫu lên thổ nhá. Đang đây là quần sóc lên thổ đẹp, sóc bốt lên thổ đẹp cực kỳ luôn đấy. Cho các chị lên một mã lên thổ nữa nhá, quần chị mặc. Rồi K12 là áo bra nha các bác ơi. Chị Anh Đỗ có về chân có hiện tạm rồi, ok. Chị nào có đơn hàng các chị lấy dùm đơn đi, đẹp lắm các chị ạ. Nói chung là cái những cái dòng đấy các chị dễ mặc, nhất là chị nào mà hay tập aerobic ý, các chị đi mua những cái đấy. Cái này em mặc trùng, vân chân rồi mà. Cái này xong đi bốt rồi. Rồi ạ, lên các chị áo len thổ luôn nhá. Bốt à? Cái này nó bằng này màu. Đây các chị nhìn len thổ này, nó lẻ lắm các chị ạ. Thực sự luôn ạ, len thổ như em cực kỳ là số lượng ít. Cái dòng này trong vụ nó rất là đắt. Len thổ các chị mua toàn 480-500 nghìn. Để chạy những con len thổ xịn mà dòng nó mịn màng như này. Các chị lên đơn nào chị ơi. Em ơi, mẫu đấy không phải là ấy, cổ đấy nó là cổ như này. Được chưa? Màu đỏ, màu đấy là màu gì? Màu nâu à? Màu nâu này. Được chưa? Màu than. Màu đỏ, màu nâu, màu than. Em có 3 màu các bác nhá. Em có 3 màu, mỗi màu em chỉ có 1-2-3 chiếc thôi. Mỗi màu nó chỉ có 2-3 chiếc. Các chị comment là mã K13 giúp em với.
toàn bộ những con len hàng siêu cấp luôn ạ. K13 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho các bác nhìn cho em. Con len thổ này trong vụ 308 bán cháy hàng không có. Để chạy trong vụ 308 hàng này hàng em vượt giá sale nhá. Các chị lưu ý giúp em rồi ạ. Lên đơn hàng cho em mã này là K13 kèm số điện thoại ạ. Form các chị từ khoảng là bao nhiêu cân nhỉ? Free size thoải mái các chị 65 cân đổ về. Đúng không? Từ khoảng là 48 cân đổ lên ạ. 48 cân đến tầm 65 cân đổ về em chút đơn ạ. Cái len tay nó phai xuống đến đây mà. Thì chạy len thổ 219.000. Em bao giá toàn quốc luôn. Để chạy trong vụ em bán rẻ nhất là 380. Tại vì chạy giá nhập của nó rất là cao. Nhưng hiện tại bây giờ những cái mã này em còn sót số lượng ít. Nó có bảo mồ trung thang các chị này. Lên mã này cho em là mã gì ạ? K13 nhá. Đồ ơi, bây giờ các chị có thể là chưa thích len. Nhưng mà vào vụ các chị ơi này, các chị này. Nhìn len cho em nó mịn như này các bác. Để chạy chứ không phải hàng ôm lô mà hàng len kiện linh tinh đúng không các bác đâu. Để chạy toàn bộ hàng cao cấp. Và bây giờ kiểu nó còn sót mỗi màu nó còn 42 chiếc ấy. Mỗi một còn hai chiếc, chị nào ưng thì các bác săn luôn cho em từ bây giờ đấy ạ. Giá nốt là 219.000. Đấy chị ạ, giá nốt là 219.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đơn hàng kèm mã này và kèm số điện thoại cho em là mã gì nhỉ? Cao ơi, thế luôn, nếu mà năm ngoái mà có những cái hàng lên này một bán thì gọi là không còn gì để nói luôn. Ờ, gần Giáng sinh, gần Tết thì các chị mua nhiều lắm ấy. Nhưng mà năm ngoái đắt mà, năm ngoái cứ 380, đợt sale là gần nhất là 320. Đấy chạ, giá xả là lúc mà nó còn vài trước là còn 320.000. Bây giờ em tặng nốt khách hàng là 219.000. 219.000 đồng mờ quá không xem được à. Tao làm gì đến nỗi mờ thế nhỉ? Thôi nhỉ, nghỉ thôi nhỉ. Nghỉ thôi, thích thì mai em lên tiếp. Em nghỉ nha các bác nhá. Hôm nay em nghỉ nha các bác nhá. Hẹn các bác ngày mai em lên tiếp ạ. Nó có màu xanh than này, màu xanh than, màu đỏ với tông màu nâu. Xanh than đỏ nâu cho em ạ. Các chị cứ tầm khoảng là dưới 65 cân đổ về. Em thấy nó các chị có đi tất cả các cái chỗ nào ấy, nếu mà len y hệt nhà em, không có giá tỉ dưới 300.000. Không có gì dưới giá tỉ dưới 300.000 đồng đâu ạ. Thì cái mã này thì em còn vài chiếc em tặng nốt các chị thôi. Cho nó gọn nã thôi ạ. Chị Nguyễn Thị Nga rồi ạ, chị Hiên Phạm rồi ạ. Hỏi áo 2 dây mặc trong mà không trở lấy hết hàng rồi chị em gì còn đâu, chị Hạnh Phạm mới hết sạch rồi. Hết rồi chị ơi. Rồi ạ, còn một ít luôn nhá. Nó còn sót một cọc đấy, nó lẻ màu. Để chị ạ, lẻ màu. Lẻ mẫu 219.000 đồng. Chị cho em số điện thoại lại của chị với chị xíu xíu ơi. Để em kiểm tra xem đơn hàng của chị đi đâu rồi. Cho em số điện thoại của chị với. Rồi Lan Anh thay đồ đi. Đỏ nâu rồi, ok chị Hương Xuân. Làm sao đã nhận được? Nếu mà chị ở miền trong thì chưa đã nhận được hàng luôn đâu. 5 ngày. Miền Bắc bây giờ cũng phải tầm 5-6 ngày chị ạ. Tại vì là đợt này dịch ấy, em không thể nào nói trước được cái chuyến thư của nó sẽ là mấy ngày nhận được hàng. Em không nói trước được đâu ạ. Hồng mùi với em đâu không? À bố trên giường ấy. Trên giường. À bộ hôm nay mới tạo ạ. Mặc vừa quần, mặc vừa áo. Mặc vừa quần vừa áo, thế nào vừa tí? Ngu như nào? Cái quần áo mua nguyên phần mà áo giả cái ấy cái áo mới được, nhưng mà với cái là không phải tiền sư mày thuốc dạ dày này cái tí đắp vào rồi. Sáng mai phải mua gì xem mới ăn. Chán cái gì mì tôm đói lắm tao chắc đi ăn. 0949 thiếu một số. Ừ, 0949 ấy tuyên quang mình không toàn 0949 120 100 gỡ không toàn rồi một sao thở phào nhẹ nhõm. Máy sai à? Chắc máy sai. 20 sao lại thế? Sao lại không tìm thấy vận đơn? Xíu xíu khó chứ. Bọn nó chốt cho xíu xíu. Bây giờ dở sổ ra năm cách đi 5 ngày biết ngay là có xíu xíu. Có xíu xíu mà, ngày ba đưa vô xíu xíu vào. Nhưng mà liệu có sai số điện thoại không mà em đánh số nó không ra? Sợ chị có hai số điện thoại. Chị có đây. Số điện thoại nào nữa không? Sai đấy rồi. Đi chưa? Em tỉ nó không ra.
nhiều người comment sai số điện thoại xong cứ bảo không rõ chữ đơn. Đấy. 0949129107. Chờ tỉnh nào. Sao có một đơn để ra thành công rồi này. Sao lại có một đơn chị đặt ngày mùng 9 này. À quên mùng 5 tháng 9. Mùng 5 thì hôm nay là mùng mấy? Hôm nay 12 nhưng mà ra thành công là ngày mùng 9 rồi cơ. Sao lại thế nhỉ? Chị có nhận được đơn hàng nào 1.019.000 không? Chị tỉnh nào? Chị này ở tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình. Ê này, sao thành công một ngày Quảng Bình này. 1019 chỉ cộng 200 này. Cộng đơn là cộng 200. Đơn này ra thành công rồi. Đơn này báo ra thành công rồi. Sao kêu chưa nhận được hả? Sao chị lại bảo chưa nhận được? Chìa khóa. Phát cho chị rồi đây. Sao còn đơn nữa à? Thì là còn đơn nào nữa không chị? Đơn cọc 200 chị chẳng nhận được hàng rồi đây. Còn đơn nữa. Còn đơn nữa thật mấy hôm qua kim thấy bọn nó gọi xíu xíu xuất. Đơn nữa thì tại sao lại không có ở trên hệ thống? Thế làm sao đã đi được? Quảng Bình à? Vâng, thế là đơn xong rồi chị cọc bao nhiêu ạ? Tổng đơn chị nhớ là bao nhiêu tiền không ạ? Em xem thì chỉ có một đơn ở trên hệ thống mà đã phát thành công rồi hả chị? Mày để đâu? Chị có để dồn đơn không? Xem ở cái chỗ thuốc này không có không? Không có. Chị có dùng số điện thoại khác để đặt hàng không hay là một số này? Chị xíu Quảng Bình này, chị cọc 200 1 triệu này đi ngày bao nhiêu đây? Xem đi ngày bao nhiêu, đợi em một tí, có một đơn này đây em xem lại đã. Đi ngày mùng 5, à mùng ngày thứ 5 ngày mùng 9 tháng 9. Không phải, nếu mà không nhận được thì cũng phải có một đơn. Chị tắt máy đi nhá. Xíu Quảng Bình, chị cọc 200 1 triệu 334 nghìn. Đơn về sau 1 triệu 334 nghìn. Đây này, không thấy có đơn hàng ở trên hệ thống này. Có đúng một đơn đã ra thành công rồi. Thế là thế nào? À, từ hôm mùng 9 đến 12 thì nó phải lên mã vận đơn rồi chứ. Mùng 9. Thì hôm nay nó phải vào vận chuyển rồi. Này phải hỏi nhân viên theo. Đây em mà xem nào, bây em xem nào. Đây, đánh dấu ở chị xíu Quảng Bình này. Đưa đây để em chụp lại. Đây chị xíu Quảng Bình đây, số điện thoại đúng đấy không? Đi từ hôm mùng 9 rồi thì hôm nay nó phải mã vận đơn đây, nó phải lên. Đây chị xíu đây, chị xíu Quảng Bình đây. Đây là đơn sau đấy, nó đang chị đang hỏi cái đơn đấy. Đây đang hỏi đơn này. Có vào sổ này. Có mà tao thấy bọn chị xíu xíu. Này. Có một đơn tận này. Đơn tận là này thì ra thành công 9 tháng 9 này. Em chịu quá của em. Chị mày giờ không ai tìm được mày. Em chỉ có đi hai chỗ là bàn kia. Cái bàn kia và cái đấy thôi. Rồi chị ạ, một đơn đi ngày mùng 9 tháng 9 thì em chưa thấy hệ thống thì em mày mai em hỏi lại bên chuyển phát cho chị nhá. Mùng 9 là 12 đúng không? Mùng 9 là thứ 5. Không có lý gì mà thứ 5 lại chưa trên hệ thống. Vô lý. Nó đi một cái, ví dụ nó đi ngày hôm qua, hôm nay nó đã lên hệ thống rồi. Chờ lấy là nó chưa đơn đi hàng, nó đã phải có trạng thái mà chờ lấy hàng rồi. Chờ thế sao? Đang phát hoặc là nó đang đi rồi. Bây giờ muốn quá em không hỏi được thôi, để ngày mai chị nhá, để ngày mai em hỏi lại cho. Quả hồ lô à? Có đút vào túi quần không? Làm gì có túi quần? Chỗ đây chẳng có túi quần này sao? Ta đi ngay này mà mày mà lẫn vào đây còn lâu mày về đấy. Qua chúng mình ăn bánh mì nhỉ. Qua tắm tủ lạnh chưa? Tắm rồi. Thì bé thắng à? Ừ. Sợ nó bị lỗi hệ thống nó chưa ấy được. Chưa tao lên ấy. Để ngày mai thứ hai đầu tuần thì em hỏi lại chị nhá. Thôi bây giờ em nghỉ đây ạ. Các chị ơi, xin phép các chị nhá. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Ngày mai hẹn các chị 8:30 em lên nhá. Và các chị ạ. Có cái điện thoại nào